Thế mai anh bao giờ lên Hà Nội? Lên chưa? Em không, em chưa, em ra lên được, em cũng không biết nữa. Nhưng mà lúc nào mà trường kiểu có nguyện có kết quả xét tuyển rồi thì chắc là lúc đấy em lên kiếm trọ xong rồi chuẩn bị các thứ. Còn bây giờ là em vẫn ở nhà. Ủa, bao giờ là có kết quả mấy anh? Tầm khoảng cuối tháng 8 gọi, cuối tháng 8 đầu tháng 9 mới có kết quả. À, vậy hả? Ủa, dễ gì rồi, em có thi kỳ thi năng lực gì đó không? Năng lực, đánh giá năng lực á, Đánh em có thi kỳ thi đó không? có em có thi cái đấy Cái đó em được bao nhiêu điểm? à, lần một em được 94, lần hai được 105, Ủa, thi nhưng hai mà lần luôn hả? cái đấy được thi nhiều lần quá. Đấy là em thi có 2 đợt xong là có bạn bạn còn thi tới 4 5 đợt liền ấy cố. Ủa vậy dạ. Cô tưởng đó là Không một năm một lần thôi. có, cái có đánh giá tư duy ấy, đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa mới là thi một lần, còn đánh giá năng lực của Hà Nội là nó thi nhiều lần. À, À, nhưng đánh mà giá năng lực của Hồ Chí Minh là 2 lần. nếu như mà em thi cái đó thì hình như là thi cái đó em vẫn chọn được trường mà đúng không? Dạ vâng, em vẫn chọn được mà. Mà nếu vẫn chọn được trường rồi thì ví dụ như nếu mà em chọn cái ngành mà em yêu thích thì em đậu rồi thì em đâu còn phải đợi cái kia nữa đúng không? Vâng, nhưng mà em lại không thích học cái trường À đấy. bây giờ ra nhiều kỳ thi quá cũng chưa kịp nắm bắt hết. Và xong là các trường nó lại thi riêng nữa là nó nhiều nhiều ấy. Ủa, cô cứ tưởng đâu thi năng lực là thi toàn quốc chứ ta. Không có, cái đấy nó chỉ có một số trường sử dụng thôi, như kiểu là cái khu sư phạm ấy thì sư phạm 2 nó sẽ dùng cái điểm đánh giá năng lực của Hà Nội, nhưng mà sư phạm 1 thì nó lại sử dụng cái kỳ thi đánh giá năng lực của riêng trường đấy cơ chứ không sử dụng của Hà Nội. Nó tùy theo từng trường ấy. Hello Chúc. Em chào cô. Chào cô, chào mừng ạ. Hello La.
Rồi ok, mình bắt đầu học nha. Hôm bữa cái bài mà cách thì đơn á các em. Hôm bữa các bạn là làm bài tập thêm không? Bạn làm bài tập thêm đâu? Cái bài tập thêm mà mình giải không hết, xong rồi để bài tập thêm xong rồi gửi đáp án cho lớp mình đó. Các bạn làm bài tập thêm đó không? Không có ai Dạ. không? Dạ này. Có mấy Có. anh? Mấy anh với lại Bọn Phương em là đó. bố. Có em nữa. Lớp mình chăm mà. Cô cũng nghe là chị Linh báo lại cho cô, chị Linh báo lại là lớp mình tiến bộ rất là nhanh đó. Cô nghe cũng rất là mừng ha. Nói chung các em chăm chỉ là được thôi, tiếng Anh là vậy đó. Cô điểm nhanh một chút nha. Tính. Có. Ngon. Ngon chưa vàng hả? Ngọc Lan. Em đi ạ. Mai Anh. Có. Phương Linh. Có ạ. Chúc. Có. Rồi ok. Chỉ là thiếu ngon đúng chưa? Hai bạn kia xin vắng, xin cô vắng rồi. Rồi bây giờ mình vào bài học luôn nha lớp mình. Hôm trước là mình học là các thì đơn rồi, bữa nay mình học các thì tiếp diễn. Tiếp diễn. Em nghe tới tiếp diễn là em nhớ tới dạng verb gì cho cô Lan? Tiếp diễn là em nghĩ ngay tới verb gì? Shopping quá. Đúng rồi, tiếp diễn là em nghĩ ngay tới verb in cho cô, được chưa? Tiếp diễn là nghĩ ngay tới verb in. Trước hết em học cho cô là hiện tại tiếp diễn. Cái này giống như mình ôn lại thôi, hiện tại tiếp diễn. Về công thức này đó em. Nếu như mà khẳng định đó, thì chủ ngữ cộng to be, I'm, is, or cộng verb in. Rồi nhắc lại cho cô, I'm dùng khi nào, or dùng khi nào và is dùng khi nào, Phương Linh. Cả lớp lắng nghe nha. Am đi với chủ ngữ là ai? Y là he she it Còn còn hết. He, she, it còn hết. cộng y Ừ, cộng is. Nhưng mà ý là is đi với chủ ngữ là he, she, it. Còn hết, còn chủ ngữ nữa không? tên người Chủ ngữ nào nữa? Chứ không lẽ ba chủ ngữ này thôi hả? Lỡ ví dụ chủ ngữ như là Lan hoặc là tính. tên người ạ. Ừ, chỉ người hoặc chỉ vật đều được. Nhưng mà chủ ngữ như thế nào? Số ít hay số nhiều? Ít ạ. Đúng rồi, được chưa? Is là đi với he, she, it với lại chủ ngữ số ít. Rồi tiếp tục, or thì sao? A thì đi với we, you, they và chủ ngữ số nhiều. Đúng rồi, được chưa? Em thêm cho cô chủ ngữ số nhiều nữa nha. Or đi với chủ ngữ số nhiều. Rồi, em để ý cho cô nha. Cứ em nhớ cho cô tiếp diễn là dạng verb in. Verb in không chưa đủ. Hiện tại tiếp diễn là em phải thêm on, is, or cộng verb in. Cái đó để em phân biệt với lại quá khứ tiếp diễn. Được chưa? Nên bắt buộc em phải có to be nha. Nhớ cho cô, bắt buộc phải có to be cộng verb in. Ở hiện tại là to be là I'm, is, or cộng verb in. Thì mới ra được hiện tại tiếp diễn. Ngon mới vô em. Để cô đi nhanh. Cô cho phép em xin không mở cam tại vì là mạng em yếu, hôm nay em mới vào được cô ạ. Rồi ok. Chúc với lại Linh đâu ha, chưa mở cam. Rồi ok. Đây, tiếp tục là nha các em. Nè, động từ trong câu thì hiện tại tiếp diễn còn phải có hai thành phần như cô vừa mới nói xong là bắt buộc em phải có to be cộng verb in. Ở hiện tại tiếp diễn to be chính là I'm, is, are, được chưa? Cô ví dụ câu này quá dễ luôn, they chủ ngữ số nhiều vì thế động từ to be của em là are, đằng sau là watching TV now. Thì hiện tại tiếp diễn của em phải là to be cộng verb in này. Nếu như mà em thiếu to be, em sai. Em thiếu verb in, em sai, em làm là all watch. Cô thấy rất là nhiều bạn quen verb in nha. Em sau to be không có trường hợp verb không nha các em. Sau to be không có trường hợp verb không. Nó không đúng cái thì của nó. Nên bắt buộc phải là verb in nha. Trong hiện tại tiếp diễn, em thiếu một trong hai cái là em sai á. She, chủ ngữ số ít. Vì thế em phải dùng to be là is. Cooking with her mother. Tiếp tục, the last one. We, chủ ngữ số nhiều ha. Em sẽ đây với studying. Chúng tôi đang học tiếng Anh. Cô ấy thì đang đang nấu ăn với mẹ của cô ấy. Họ thì đang xem tivi bây giờ nè. Bây giờ họ đang xem tivi nè. Hiện tại tiếp diễn em sẽ dịch là đang. Vậy nếu phủ định em nhớ ngay tức cái gì Mai Anh? Khác lại khẳng định thì phủ định em nhớ ngay đặc trưng là gì? Là con nó đã. Đúng rồi, phủ định là not như lớp mình. Vậy phủ định em chỉ việc đưa chữ not sau to be là xong, đúng không? Em nhìn này, khẳng định là am is or cộng verb in. Bây giờ phủ định em chỉ chen cái chữ not vào giữa cái am is or cộng verb in là em xong, được chưa?
thêm to be, thêm not đằng sau to be thôi. Cái dạng viết tắt của em này, I'm not thì em không viết tắt được, vì thế em phải ghi riêng ra. Is not thì viết tắt là isn't, or not viết tắt là aren't. Không, bữa nay không có ai đọc là aren't đâu nhớ em, aren't. Đối với câu phủ định của thì hiện tại tiếp diễn, ta chỉ việc thêm not đằng sau to be rồi cộng verb in thôi. Cái đó thì cũng nghĩ bạn nào cũng biết rồi ha. Tương tự, ví dụ I'm not listening to music at the moment. Cái dấu hiệu cho mình biết này, lát mình học dấu hiệu sau. Thì có nhớ cho cô chủ ngữ là I, vì thế em mới đi với động từ to be là I. Em còn có not thì em thêm not vào. Tôi đang không nghe nhạc tại thời điểm này. Tức là hiện tại tôi không có đang nghe nhạc. Được chưa? Còn giả sử em nói hiện tại em nghe nhạc thì là I'm listening to music thôi. Em thêm not là đang không thôi. Được chưa? Tiếp tục. My sister isn't working now. Tức là sao? Chị của tôi thì đang không làm việc bây giờ. Câu tiếp cùng là gì? Họ đang không xem TV ngay bây giờ. Đó cho em những cái dấu hiệu này. Lát em sẽ gặp dấu hiệu sau ha. Em cứ nhớ cho cô. I đây với am. My sister là một người chị. Một nên là em dùng is. Được chưa? They thì em dùng là or. Em thêm not. Em viết tắt lại thôi. Ông thì em viết tắt. Không ông thì họ viết tắt. Vậy thôi. Không nhất thiết phải viết tắt hả? Vậy câu nghi vấn thì em sẽ đưa to be ra trước chủ ngữ. Xong rồi em cộng verb in nè. Bây giờ khẳng định của em này đúng không? Nghi vấn em đưa to be ra trước chủ ngữ. Đằng sau verb in thôi. Được chưa? Tương tự em cũng dùng to be như vậy á. Đó gọi là đảo ngữ nha em. Họ hay họ nói cái khác là đảo động từ to be ra trước chủ ngữ. Ý nó là đảo ngữ đó. Bình thường đúng của mình là chủ ngữ cộng động từ. Như bây giờ em nhìn thấy đi, to be ra trước chủ ngữ, suy ra cái này gọi là đảo ngữ. Trong câu hỏi thì em cho đảo ngữ thôi. Vậy nếu như mà hỏi em yes I am, vậy theo các em hỏi là gì mà họ trả lời yes I am? Tính theo em câu hỏi là cái gì mà họ nói là yes I am? Câu hỏi hỏi mình thì mình trả lời I am. Ừ, theo em là hỏi sao, ví dụ như là is she hay là is he hay là are they hay là sao? No, are you? Đúng rồi, đúng rồi. Em khỏi còn nói khúc sau cũng được. Quan trọng của mình là gì? Are you, được chưa? Are you là đang hỏi bạn gì đó. Thì lúc này em mới trả lời là yes I am nhớ em. Yes I am. No, I'm not. Yes I am. No, I'm not nha. Cô biết một đây. À, dưới này có ghi nè. Đây. Yes I am nè. Còn nếu như mà từ chối thì là no I'm not. Nhớ cho cô câu hỏi là are you nha. Tiếp tục. He, she, it là quá dễ rồi. Is he thì là yes he is. No he isn't. Đây. Is she thì là yes she is. No she isn't. Tương tự ha. Còn nếu số chủ ngữ của em số nhiều thì sao? Are they thì là yes they are. No they aren't. Vậy cô đặt câu hỏi, vậy khi nào em sẽ dùng là yes you are? Câu hỏi như thế nào thì em sẽ trả lời là yes you are. Bạn nào nhỉ? Chúc đi Chúc, theo em là hỏi câu hỏi như thế nào mà là yes you are? Yes you are. Hỏi nghĩa là mình hỏi mình đối với cái đúng rồi. Ý là bây giờ cô giả sử là cô sẽ hỏi em cái câu như thế nào đó mà em sẽ trả lời với cô là yes you are. Ví dụ như là hỏi ví dụ là mình có sinh không chẳng hạn này thì bạn ấy sẽ trả lời là có. Đúng yes, rồi. Yes you are. Ừ đúng rồi. Về câu hỏi thì sao? Câu hỏi chủ ngữ như thế nào? Cô ví dụ như hồi nãy câu trên đúng không? Yes I am thì em buộc phải hỏi là are you. Em chỉ cho còn cho cô hai từ trước thôi. Vậy em hỏi cô như thế nào, cô sẽ trả lời là yes you are. Hỏi là are you. Hỏi am I. Rồi ngược lại ha, câu hỏi của em sẽ là am I. Nhớ nha cô Trừng Lộ nha, am I chấm chấm. Thì lúc này em sẽ trả lời là yes you are. Hoặc là no you aren't nha. Nhớ cho cô hai cái này nó đảo với nhau này nha. Bởi vì sao you là bạn, là cái người đối diện của mình đó, ai là mình, nên thành ra hai câu này nó bị đảo với nhau đó nha. Nhớ chỗ đó cho cô. Các bạn thắc mắc Ngân ơi, em thắc mắc chỗ này không Ngân? Ủa chỗ này không Ngân? Cô nói cái gì vậy? Ý là chỗ này em hiểu không? Cái chỗ mà yes you are là yes I am, em hiểu không? Cô chỗ cô nói lại chỗ cái mặt em nó cứ bị giật giật thì em nghe nó cô được cô không? Là sao Ngân? Ý là em chưa hiểu chỗ đó đúng không? Em vẫn chưa nghe rõ, tại vì là kiểu có lúc nghe được có lúc không cô ạ. Ủa dạ. Cô hỏi một bạn rồi.
Tại cái mạng của bên em cô ạ. À, tại mạng bên em hả? Mạng bên em hả? À, rồi, bây giờ em nghe rõ hơn chút nào chưa? Chứ bởi vì em nghe giật giật biết là coi như hôm nay là học nó bị không có được trôi chảy á. Rồi, cô nhắc lại lần nữa nè. Với câu hỏi mà hiện tại tiếp diễn, em chỉ việc đưa to be ra trước chủ ngữ, đằng sau verb in em giữ nguyên. Được chưa? Thì nếu câu hỏi dọn dạng yes, no như vậy thì em sẽ có là gì? Yes, I am. Trường hợp này á, thì cô sẽ cho em câu hỏi là are you? Chấm chấm. Thì em mới trả lời là yes, I am. Đúng vì are you là cô hỏi em đúng không? Thì lúc này em mới trả lời lại bản thân em là yes, I am. No, I'm not. Còn nếu như mà is she, is he, vân vân. Is she hoặc là is he vân vân thì nó quá dễ rồi, thì là yes he is, no she isn't, cũng ví dụ như vậy, cùng chủ ngữ thôi. They cũng vậy, nhưng cái chủ ngữ là ai với chủ ngữ là you thì nó hơi khác một chút hơn. Nếu như mà em trả lời là yes you are này, em trả lời là yes you are, buộc câu hỏi của em phải là am I thì em mới trả lời yes you are được nha. Nhớ cho cô chỗ này, hai cái này nó bị mâu thuẫn, nó bị dễ bị lẫn lộn với nhau nè. Em cứ đặt em vào trường hợp là ok thôi. Ủa Lan Kham với đâu Lan? Rồi, bây giờ ví dụ câu hỏi đúng không? You chủ ngữ là mình tính nó là số nhiều đúng không? Thì suy ra là are you doing? Bạn đang làm việc về nhà hả? Thì là em nhìn cho cô này thấy không? Are you thì là yes I am, no I'm not. Em thấy không? Chủ ngữ hỏi là you, nhưng mà chủ ngữ trả lời là I. Tiếp tục, is he going out with you? Bạn có, anh ấy có đang đi ra ngoài với bạn không đấy? Thì là yes he is, no he isn't. Cái chủ có ngôi thứ ba này em, ngôi thứ ba như vậy á, thì là giống như em dùng lại chủ ngữ luôn nên em không có lo. Are they cũng tương tự, are they studying English? Thì là yes they are, no they aren't. Được chưa? Chỉ cần nhớ cho cô có chủ ngữ là you là một nè, với lại chủ ngữ là ai á, chủ ngữ là you với chủ ngữ là ai là chú ý cho cô câu hỏi yes no nha. Rồi, cô qua phần này nha. Bây giờ các em qua phần cách dùng. Hiện tại tiếp diễn diễn đạt một hành động đang xảy ra tại thời điểm đó, tức là giả sử bây giờ đi. Rồi cho ví dụ sau, của ví dụ nè. They are watching TV now, tức là sao? Bây giờ họ đang xem TV. Tiếp tục, at the moment, tại thời điểm bây giờ này, tức là tại lúc bây giờ này, tức là bây giờ thì gì? Team đang cưỡi xe đạp đến trường, team đang đi xe đạp đến trường. Bây giờ em cho cô một ví dụ diễn tả thực tế bây giờ luôn cho cô. Ngân, cho cô một ví dụ đi Ngân. Diễn tả thực tế bây giờ luôn. Bây giờ đang xảy ra nè. Cô thì đang dạy tiếng Anh, các em đang học tiếng Anh nè, thì các em đặt câu như thế nào? Ngân? Nếu như bên em mạng nói không được thì em chat cũng được nha Ngân. Em chat cho cô một ví dụ nha. Nhớ cho cô hiện tại tiếp diễn diễn tả một hành động đang xảy ra nha. Rồi trong khi đợi Ngân chat thì tính cho một ví dụ đi tính. I am studying in Zoom. Studying gì? In Zoom. English chứ. Ủa em đang nói cái gì vậy? In cái Zoom ấy cô. Cái app Zoom nè. Zoom làm sao em học được? Zoom là một cái phương tiện để em học thôi. Cái phương tiện, còn bây giờ em đang học là đang học tiếng Anh chứ. Đúng không? Em đang nói là em học Zoom đó. Em đang học trong Zoom. À, em đang học trong Zoom á. I am studying in Zoom app hả? Đã, em ấy nói như vậy hả? Vâng. Rồi cũng được. Nếu mà đầy đủ hơn em có thể nói là I am studying English in Zoom app, hoặc là em dùng từ via đi. Via, thông qua cái Zoom app, hoặc là by cũng được. By Zoom app. Được chưa? Thì lúc này em nhìn này, em đang học, đang diễn ra hiện tại này, được chưa? À, cô thấy bạn Ngân cũng tương tự là I'm learning English cũng được ha. Learning English cũng được. Nhưng mà learning của em thiếu chữ R nha. Em đọc, em làm là leaning, từ lean là em dựa vào mất tiêu. Lean tức là em dựa, cô giả sử cô đang ngồi cái ghế này, cô dựa vào ghế thì cô đang gọi là lean, lean over the chair. Được chưa? Thiếu chữ R, sai spelling nha em. Rồi, bây giờ cho một ví dụ là cô đang dạy đi chút. Cô đang dạy. My teacher is teaching. Teaching gì? English. Rồi, được chưa? Teaching English. Hoặc nếu em muốn đầy đủ hơn thì là is teaching English by Zoom app. Ví dụ như thêm cái nào nữa?
English now. Đó, bây giờ cô đang dạy nè. Các em hình dung ra chưa? Teacher, cô quên. Teacher. Được chưa? My teacher là một giáo viên thì em chỉ dùng là is thôi. Vậy bây giờ nếu cô nói là bây giờ hiện tại này cô đang dạy, tức là bây giờ cô đang không coi không gì ta? Cô đang không chơi cầu lông. Cho cô một câu câu phủ định đi nào, Phương Linh. Bây giờ cô đang không chơi trò chơi, đang không chơi cầu lông chứ quên. Ai? Ai? Ai cũng được. I'm not. Not. Play. Chơi cầu lông. Play gì? Play gì hả? Playing. Đúng rồi. Cầu lông là gì? Cầu lông. Bạn nào giúp bạn Linh nào, cầu lông là gì? Badminton. Đúng rồi, badminton. Được chưa? Nào, bây giờ cô đang không có chơi cầu lông. Bởi vì cô đang vậy, em nói đâu cô chơi, đang chơi cầu lông đúng không? Suy ra cái câu này của cô là đây, ai đi với am thôi. Rồi, nhớ là diễn tả hành động đang xảy ra nha. Bây giờ dấu hiệu các em học thuộc nè. Đây là cái dấu hiệu để các em cố gắng ăn điểm này ha. Now, right now. Thì right now nó cũng như now, thì em nhớ chữ now là được. Nè, ví dụ bây giờ trời đang mưa. Trời đang mưa, mà bây giờ đây là ví dụ trong sách trời đang mưa, nhưng nếu bây giờ hiện tại của mình trời đang không mưa thì em làm cái câu này sao? Mai Anh. Hiện tại thực tế là trời không đang mưa này. Now it now it isn't raining. Đúng rồi, it isn't raining. Đúng rồi, được chưa? Vậy thôi. Rồi, ngoài ra em có gì nữa? At present, at the present, at the moment. Đó, đây là những cái từ em nhớ học thuộc nha. Cái chữ present thiệt ra là at present cũng được, không còn chữ giờ nha, at present. Còn moment đó là at the moment. Cô ví dụ, bây giờ cô đang không nghe nhạc, được chưa? Vậy bây giờ coi cho cô một ví dụ đi, at the moment này. Một bạn nó cho cô ví dụ nào, lát, cho cô ví dụ đi lát. I am not watching TV. Watching TV. Tại thời điểm bây giờ tôi đang không xem TV. Thực tế luôn mà, bây giờ mình đâu đi xem TV đâu. Được chưa? Rồi, ngoài ra một cái quan trọng nữa là đứng sau các câu mệnh lệnh. Câu mệnh lệnh để em biết được là ví dụ em thấy một từ look, dấu chấm than, phải có dấu chấm than nha. Listen, dấu chấm than. Keep silent, dấu chấm than, hoặc là gì nữa? Watch out, dấu chấm than. Em tưởng tượng cho cô, ví dụ cho câu này đúng không? Nhìn kia, tàu đang chạy kia. Thì có phải em kêu nhìn kia là lúc đó con tàu đang chạy không? Giống như bây giờ nhìn kia, bạn này đang viết cái gì kia, được chưa? Đó là cái hành động đang xảy ra, nên họ nói là nghe kia, có tiếng chim đang hót kia, ví dụ kia. Gì nữa? Im lặng, cô giáo đang giảng bài kia. Cô ví dụ như vậy, thì có phải đằng sau cái vế mà dấu chấm than của em là cái hành động đang diễn ra hay không? Thì em nhớ cho cô cái này nha. Đó, nhớ cho cô cái trường hợp mà một từ xong đi với lại dấu chấm than. Watch out là coi chừng nha, watch out, coi chừng. Cái xe máy đang chạy tới kìa, được chưa? Vậy bây giờ cho cô một ví dụ nào. Look, nhìn kìa, con tàu đang chạy kìa. Bây giờ nhìn kìa, một cái gì đó nữa. Mai Anh đi. Ngân, em chat cho cô cái listening nha Ngân. Look, the bus is coming. Gì? Từ gì? Cái xe buýt đang đến đi hả? À, the bus hả? Tại cô nghe âm thanh nó rõ. The bus is coming. Ừ, cũng được rồi chứ. Nhìn kia, xe bus tới rồi kìa. Leo lên xe bus đi. Ví dụ vậy. Ngân, cho cô listening. Rồi, bây giờ một bạn cho cô watch out đi nào. Watch out. Tính cho cô đi nào. Cẩn thận thì em phải cho cô một cái hơi nguy hiểm một chút. Ví dụ vậy. Coi chừng kìa đó nha. Watch out là coi chừng. Coi chừng, ví dụ coi chừng gì nhỉ? Coi chừng. Bạn nào có ý tưởng gì cho từ coi chừng không? Coi chừng gì nhỉ? The child is running into the street. Đứa trẻ đang chạy ra đường. Cũng được.
cẩn thận đứa trẻ đang chạy ra đường kìa, tức là kiểu trông nom đứa trẻ. Running out the street, được chưa? Ủa Ngân hồi nãy có nghe cô nói gì không Ngân? Bên em mặn mẻo ra sao rồi? Chưa thấy chat. Rồi vậy một bạn khác cho cô từ listen đi thôi chút, cho cô từ listen đi chút. Teacher is studying. Teacher is gì? Studying. Giáo viên đang học hả? Teaching. Nghe, nghe. Em tưởng tượng là nghe kìa thì em có âm thanh. Teaching. Ừ, ví dụ như teacher is teaching. English cũng ví dụ vậy. Teaching là phải có cái danh từ đằng sau đó. Giáo viên đang dạy kìa nên nghe giảng kìa cũng ví dụ vậy. Được chưa? Rồi. Bây giờ cách thêm dạng verb in. Cách thêm dạng verb in này em để cho cô. Em chỉ việc thêm in vào cuối cái hầu hết các động từ. Đương nhiên là hầu hết các động từ là em thêm in. Nhưng mà đương nhiên sẽ có trường hợp ngoại lệ. Ví dụ seeing, eating, ordering, crying, fixing, playing, doing, going. Đây em chỉ việc thêm in thôi ha. Đa số là như vậy. Đương nhiên sẽ có một số trường hợp như sau. Khi động từ tận cùng là chữ e thì em bỏ e em thêm in. Nhớ cho cô với trường hợp là trước chữ e là phụ âm thì em mới bỏ nha. Chứ nếu trước chữ e mà là nguyên âm luôn thì em không có bỏ chữ e được đâu. Cô ví dụ này, see này, thấy không? Cuối là chữ e, nhưng trước chữ e ở cuối lại thêm một chữ e nữa. Tức là hai chữ e sát nhau. Chứng tỏ em chỉ việc thêm in thôi. Chứ em không có áp dụng trường hợp 2 được. Còn trường hợp 2 của em là chữ e ở cuối, nhưng sát chữ e là chữ v, là một phụ âm. Suy ra em có thể bỏ e và thêm in. Moving. Tương tự, cuối là chữ e, nhưng trước chữ e là chữ cờ. Chữ cờ là phụ âm, vì thế em có thể bỏ e thêm in được. Tương tự come, trước chữ e là chữ m, phụ âm, nên em có thể bỏ và thêm in được nha. Nhớ cho cô, trước chữ e mà là phụ âm thì em mới bỏ thêm in được. Còn nếu trước chữ e mà là nguyên âm á, thì em vẫn giữ nguyên em thêm in nha, không có bỏ. Trường hợp thứ hai nè, khi động từ kết thúc bằng một nguyên âm xong tới một phụ âm theo sau thì trọng âm nhấn vào âm tiết cuối, ta gấp đôi. Và trọng âm nhấn vào âm tiết cuối thì ta gấp đôi phụ âm lên. Cô ví dụ stopped, em nhìn thấy cho cô này, chữ p ở cuối đúng không? Trước chữ p là một nguyên âm thì em nhìn thấy không? Bây giờ cô không nói chữ sờ tờ trước, cô nói chữ op thôi nha. Chữ o là nguyên âm, chữ p là phụ âm, thì là nguyên âm phụ âm. Thì bây giờ em gấp đôi chữ p lên cho cô. Stopping, tiếp tục. Sit nè, y là nguyên âm, t là phụ âm. Thì suy ra em sẽ gấp đôi chữ t ra. Tương tự rút cũng vậy. Từ rút là các bạn đã biết nghĩa là gì không? Những từ còn lại là cô nghĩ các em biết rồi. Còn riêng từ rút biết là gì không? Chà ha, chà hoặc là cọ sát. Em chà hoặc là em cọ sát, từ đó gọi là từ rút. Chà, chà hoặc là cọ sát, bạn nào biết nghĩa ghi vào nha. Chà hoặc là cọ sát thì chính là rút. U là nguyên âm, b là phụ âm. Nguyên âm phụ âm thì em gấp đôi chữ b lên. Commit tương tự này, em nhìn này thấy không? Nguyên âm phụ âm nè, nguyên âm phụ âm thì em gấp đôi lên thôi. Nguyên âm xong tới phụ âm thì em gấp đôi lên. Sẽ có trường hợp ngoại lệ. Đây trường hợp ngoại lệ này, riêng từ cover em nhìn nè. Cover là em nhìn thấy chữ e rồi tới chữ r đúng không? Đúng là nguyên âm xong tới phụ âm. Tuy nhiên trường hợp này không gấp đôi. Trường hợp này buộc em phải học thuộc nha. Cái ngoại lệ là em phải học thuộc thôi. Remember cũng vậy. Chữ e, r, chữ r, tức là nguyên âm xong tới phụ âm nhưng mà lại không gấp đôi này. Thì cái này em phải học thuộc thôi. Nhưng mà em yên tâm, cô nói rồi, trong TOEIC họ sẽ cho em cái đề đúng spelling, tức là đúng đánh vần, không bao giờ họ cho em cái sai đánh vần đâu. Nên cái này em biết, ví dụ sau này chỉ cho em học hay là gì đó thôi, chứ không có chuyện mà nó cho em sai spelling trong TOEIC đâu hả? Nên yên tâm. Khi động từ tận cùng là chữ L thì em gấp đôi chữ L rồi thêm in. Cái trường hợp này cũng hơi đặc biệt một chút. Cô ví dụ như là travel đúng không? Thì L, E xong L ở cuối này thì em gấp đôi chữ L lên là traveling. Control cũng là chữ O xong chữ L ở cuối đúng không? Em gấp đôi là controlling. Nhưng nếu như mà em dùng American English, tức là tiếng Anh mà Anh Mỹ, thì traveling của em chỉ cần một chữ L thôi, không cần gấp đôi cũng được. Giống như cái từ hôm bữa cô nói các em là organize. Organize với lại organize, tức là hai từ như nhau, chỉ có một cái là cái là Anh với cái là Anh Mỹ thôi, được chưa? Thì cái cuối chữ L của em thì em on thì gấp đôi, không on thì thôi, không sao hết, được chưa? Tóm lại trường hợp này của các em á, là
Em yên tâm, TOEIC họ chắc chắn sẽ cho em những đáp án đúng spelling. Chứ cô ví dụ như từ covering đi, ví dụ như từ ví dụ từ covering đúng không? Covering. Covering như thế này là thành ra sai đúng không? Thành ra sai thì không bao giờ TOEIC nó cho em cái câu A đáp án A là như vậy đâu. Được chưa? Nó sẽ cho em đúng spelling nên yên tâm không? Rồi, bài tập áp dụng. Làm nhanh cho cô nha. Câu 1. Cả lớp chọn đáp án rồi cho cô nào. Number 1. Cả lớp chọn đáp án rồi cô mời giải thích. Chắc nhanh nhớ em. Lan, Mai An, Linh, Trúc. Ai nữa? Tính, Ngân. Rồi, ok. Lan giải thích cho cô tại sao em chọn câu A Lan. Chủ ngữ là ít ạ. Ừ đúng rồi, chủ ngữ là it, vì thế em phải chọn to be là is. Được chưa? Suy ra ba đáp án còn lại của em là sai. Lan em dịch luôn cô này đi Lan. Cái thứ kia nó là ô đúng không cô? Đúng rồi, cái ô cái dù á, umbrella cái ô cái dù. Bạn có cái gì ô không? Trời đang mưa. Đúng rồi, bạn có cái dù không? Rồi sao nữa? Trời gì? Trời đang mưa. Đúng rồi, trời đang bắt đầu mưa kìa. Được chưa? Number 2, chọn đáp án cho cô nào. Hurry up. Number 2. Tính đầu tiên, C, Linh C. Rồi, cô thấy tất cả đều chọn C, Ngân đâu nhỉ? Rồi, Ngân cũng C. Linh, giải thích cho cô này đi Linh. Cô giải thích ạ. Ừ. Sao em chọn câu C? Là vì chủ ngữ view đi với A. Đúng rồi, chủ ngữ view thì em phải dùng O. Rồi sao nữa? Ai đi với am. Đúng rồi, suy ra câu của em chính là câu C. Được. Còn câu B là đương nhiên nó không có trong đề TOEIC. Em yên tâm nha, making nhớ này là sai spelling rồi. Nó không có trong đề TOEIC đâu. Được chưa? Suy ra đáp án của em là câu B nha. Dịch luôn cho con này cho cô đi ngon. Đi lên. Bạn hơi mất trật tự. Ừ, bạn đang ồn ào quá đó. Rồi sao nữa? Can you be quiet? Bạn có thể dừng lại. Bạn có thể yên tĩnh hơn được không? Quiet là yên tĩnh đó. Quiet là yên tĩnh hơn, im lặng hơn được không? Rồi sao nữa? Tôi đang try to, nghĩa là gì? Tôi đang cố gắng. Tập từ ngữ là gì? Tôi đang cố gắng tập trung nha. Concentrate là tập trung. Concentrate là tập trung. Các em không biết nghĩa thì viết vào cho cô nha. Ngoài ra cô nói luôn, concentrate, nếu mà họ hỏi em đi với giới từ gì á, thì concentrate on, tập trung vào cái gì đó, hoặc là focus on nha, tập trung vào cái gì đó. Em nhớ giới từ cho cô luôn nha. Focus on hoặc là concentrate on, đi với giới từ on nha. Lỡ trong đề thi mình nó gặp thì mình nhớ luôn. Rồi câu 3 chỗ đó bán cho cô đi nào. Hurry up. Number 3. Ngân B. Ngân B. 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 Tính C. Ai nữa? Mai Anh cô 3 C. Sao cô thấy có lộn xộn? Rồi, câu này cô muốn bạn giải thích cho cô. Tính giải thích cho cô tại sao em chọn câu C vậy Tính? Tại vì em thấy quen. Em thấy hay dùng với is hơn. Cái nào hay dùng với is em? Cái what đấy hay dùng với is. Cái what hay dùng với is chưa thuyết phục lắm. Cái what hay dùng với is thì chưa thuyết phục lắm. Bạn nào giải thích được cho cô câu này nào? Mai Anh nào? Em giải thích cho cô xem Mai Anh. Thưa cô, là cái từ để hỏi đấy thì thường thường người ta sẽ coi nó là một cái gọi là cái chủ ngữ số ít ấy ạ. Thì mình sẽ đi với lại is, nó mang nghĩa là kiểu cái gì, thì thường thường nó là kiểu là đại từ số ít hơn ấy cô, chứ người ta không coi nó là cái danh từ số nhiều. Rồi, ok. Có ai chọn câu C nữa không nhỉ? Có bạn nào chọn câu C nữa không? Mai Anh giải thích cũng được,
Nhưng mà cô thấy chưa thuyết phục lắm. Có bạn nữa không? Rồi, vậy bây giờ bạn chọn cô Bi đúng không? Cô nghe đáp án của bạn chọn cô Bi. Thử xem sao nha. Linh em chọn cô Bi đúng không Linh? Tại sao em chọn cô Bi vậy Linh? Cứ giải thích đây rồi cô giải thích sau. Cô không biết ý kiến của em như thế nào. Lúc đầu em chọn là C ạ. Xong rồi thấy các bạn Bi nhiều quá. Đây gọi là gì? Gọi là gì ta? Không có gì đó. Chưa có chính kiến đúng không? Chưa có chính kiến bản thân đúng không? Rồi, cô giải thích này nha. Các bạn có giải thích nữa không? Rồi, nhìn này các em. Họ nói này, tất cả những người này tại sao lại ở đây vậy? Tức là ở đây có chuyện gì mà họ đang ở đây vậy đó các em? Vậy suy ra đúng không? Suy ra thì cái câu này em phải chọn cho cô là câu C đúng rồi đó. Bởi vì điều gì đang xảy ra ở đây? Nếu như mà họ nói các em này, cô giả sử như là what đi. What xong .. đằng sau họ cho em là all these people. Đó, .. Thì cái chỗ này em phải chọn là o này. Bởi vì sao? Lúc này cái từ này, cái chỗ to be này nó sẽ chia theo cái này. Nhưng bây giờ từ what của em là cái chủ ngữ đúng rồi, nhưng trong này em đâu có biết là số nhiều hay số ít đâu. Điều gì đang xảy ra vậy? Điều gì thì có một điều đang xảy ra chứ mấy chứ điều gì đâu. Thế đâu có thể là những điều đang xảy ra là điều gì đang xảy ra vậy. Nên hồi nãy tính nói là từ thấy từ what hay đi chứ is là nó chưa thuyết phục ở chỗ là nếu như mà chủ ngữ của em đây. Cô giả sử chủ ngữ của em đây thì chỗ này em chia o là chuyện bình thường. Giả sử chỗ này của em là chủ ngữ của em là ai đi, what .. thì chỗ dấu ba chấm này em chia là o em cũng là chuyện bình thường luôn. Nên thành ra cái chỗ em nói là what đi với is thì nó không thuyết phục lắm hả. Còn mấy anh là mấy anh nói thì cũng gần đúng. Nói chung mấy anh, cô hiểu cái ý của mấy anh rồi đó, nhưng mà cô sẽ giải thích thêm cho các bạn hiểu không? Ý đó là gì? Tất cả mọi người đang ở đây, tại sao tất cả mọi người đang ở đây vậy? Điều gì đang xảy ra vậy? Tức là một điều gì đó đang xảy ra. Suy ra em chọn cho cô C nha. Bởi vì đâu có biết là nhiều điều đâu. Nếu như mà em dùng chữ O trừ khi em có chủ ngữ đằng sau. Còn nếu như mà không có chủ ngữ đằng sau thì từ what, điều gì đang xảy ra thì em thường làm cho nó nghĩ là một điều đang xảy ra thôi. Giống như bình thường who của em cũng vậy. Who cũng vậy. Thường em sẽ dùng chữ y thôi, trừ trường hợp là đằng sau nó có chủ ngữ số nhiều. Nếu đằng sau của em mà chủ ngữ số nhiều thì chỗ này có thể là o nè. Đó, nhưng đằng sau chủ ngữ của em không có. Cái chủ ngữ của em, nếu mà chủ ngữ của em là chính là cái từ hỏi luôn á nha. Chủ ngữ của em chính là từ hỏi luôn á. Mà em chưa xác định được cái chủ ngữ đó, cái chủ ngữ hỏi của em là số nhiều hay số ít thì em quy là số ít cho cô nha. Đáp án của mình là câu C. Câu 4, chọn đáp án cho cô nào. B, A. A. Ai nữa? A. Hồi nãy cô nhớ có một bạn chọn khác đâu rồi nhỉ? Tính em chọn B á, tính sao em chọn của B vậy tính? À tính chọn A lại. Nhìn nhầm. Rồi ok. Câu này chút giải thích cho cô đi chút sao chọn câu A vậy chút. Bởi vì em dựa vào chủ ngữ cho English là chủ ngữ số ít nên em sử dụng là is. Đúng rồi, được chưa? Rồi, em giải thích em dịch cho cô câu này luôn đi chút. Hình như là tiếng Anh của bạn thì kiểu kém nhỉ? Improving là gì? Tiếng Anh của bạn thì cái gì? Đang trao dồi, tức là đang cải thiện á. Tiếng Anh của bạn đang cải thiện dần lên, kiểu như là đang tốt lên á. How do you learn? Bạn học bằng cách nào vậy? Bạn học như thế nào vậy? Mà tiếng Anh của bạn đang cải thiện lên vậy. Được chưa? Ý của người ta là như vậy. Rồi, chúc cô hỏi luôn câu đi tại sao loại em? Dạ. Câu đi tại sao mình không chọn câu đi? Sao không chọn câu đi? Câu 5 hả? Câu 4 hả? Câu 4 hả? Ừ, sao không? Bởi vì là thì hiện tại tiếp diễn cần phải sử dụng đến động từ to be, am, is, are. Đối với đơn đáp án B thì chỉ có động từ verb in chứ không có động từ to be nên là chúng ta lại đầu tiên luôn. Đúng rồi, được chưa? Rồi câu 5 chat vào cho cô nào. Đã lớp. Rồi, có bạn chọn A, có bạn chọn D. A, D chứ quên. Hồi nãy là cô nhìn nó bán trên. Rồi đi. Mai Anh giải thích cho cô câu 5 nào Mai Anh. Câu 5 I
Tức là chủ ngữ là ai thì mình sẽ đi với lại động từ to be là am nên chọn D ạ. Rồi. Câu này có, em dịch luôn này có nghĩa. Dạ, câu này có nghĩa là đừng làm đừng tức là đừng gây ra nhiều đừng gây ra tiếng ồn, tôi đang cố gắng để làm việc ạ. Đúng rồi, được chưa? Number 6. Chat vào cho cô nào. Phương Linh B, ai nữa? Rồi, tất cả đều chọn B. Rồi, Lan giải thích cho cô này đi Lan. Bởi vì là cái đúng, cái chủ ngữ của nó là if thì sẽ đi với in. Đúng rồi. Đúng rồi. Với lại cô gợi ý thêm một cái này để em để ý cho cô, thường là any nó hay đi với phủ định lắm nha. Any nó hay đi với phủ định. Được chưa? Dịch luôn cho cô này đi Lan. Cùng nhau đi ra ngoài bây giờ. Trời đang mưa. Cố định của phụ nữ khẳng định trời nó không mưa ấy. Đúng rồi, trời đang không có mưa nữa. Anymore, không có mưa nữa, được chưa? More là nữa đó. Rồi, number 7, chọn cho cô nào. Chọn cho cô câu này. Number 7. C, C. Rồi, Ngân giải thích cho cô câu 7 đi Ngân. Thưa cô là câu 7 em chọn đi xe. Câu 7 thì ai đi với em ạ? Nhưng mà ở đây thì không không có khẳng định nên là mình chọn phủ định ạ. I'm not ạ. Đúng rồi, dịch cho câu này luôn đi không? Bạn có thể tắt radio. Tôi không nghe nó. Ừ, tôi đang không nghe nó, tức là đang không muốn nghe radio, đừng đừng có mở nữa, tắt radio đi, kiểu vậy á. Number 8. Chọn đáp án cho cô nào. Đi. Đi. Rồi, Linh giải thích cho cô A đi Linh. Cô xem còn ai chưa chat vào không? Nhớ chat hết vào cho cô nha. A tại vì sai spelling. Đúng rồi, sai spelling. Nên là chọn đi ạ. À? Ừ. Ủa, loại câu A rồi chọn câu D thế hả? Chủ ngữ của em là gì? Chủ ngữ là C. Ừ, C. Vì thế em đi với E. Được chưa? Rồi, dịch cho câu này luôn đi Linh. Kết gọi cho tôi vào tối nay. Tối qua, last night. Qua. Cô ấy đang đi du lịch ở Pháp. Ừ. Cô ấy một thời gian là đang có dịch đang cho cô đang có một thời gian rảnh và không muốn trở về ạ. Cô ấy đang có một thời gian tuyệt vời và cô ấy không muốn quay trở về luôn, được chưa? Đi là muốn đi luôn vậy đó. Nắm bà nói tính A. Rồi, tính như thế cho cô này thêm tính. Câu này chủ ngữ là ai nên là mình chọn am. Em chọn cái câu D hình như là không đúng, còn câu A là đúng. Đúng rồi, câu D của em là không có cái chuyện mà am not với tắt như vậy đâu hả? Rồi dịch luôn cho câu này đi Tính ơi. Tôi muốn giảm cân nên tuần này tôi sẽ không ăn trưa. Ừ. Rồi câu 10. Chắc cho cô nào. B. Rồi, Mai Anh. Đưa cô là khi là chúng có ngôi ba số ít nên là mình sẽ chọn đi với lại is. Ừ. Chọn B. Rồi giờ cho cô nào đi nào. Unreal thì đã bắt đầu vừa mới bắt đầu lớp học buổi tối. Anh ấy đang học tiếng Đức ạ. Đúng rồi, được chưa? Rồi, number 11. Ê, tính tới hôm nay chat nhanh rồi nha. Ê, ai nữa? Rồi, Lan, giải thích cho cô đi nào. Em thưa cô là the workers nó là số nhiều nên là dùng a.
Đúng rồi, trong câu này có dấu hiệu cho cô biết dấu hiệu dấu hiệu nào? Right now. Đúng rồi, rồi dịch luôn cho cô đi nào. Những người công nhân thì đang xây dựng một ngôi nhà mới bây giờ. Đúng rồi. Rồi number 12. D. Rồi tất cả đều chọn D. Chúc giải thích cho cô nào chúc. Câu 12 em chọn đi là bởi vì Tom là danh từ chỉ người số ít. Rồi em sẽ đi. Rồi em có thể đọc cho cô nguyên cái câu này xem nào, xem đọc đúng không? Tom is writing two poems at the moment. Đúng không? Bạn đọc như vậy đúng không? Ai phát hiện ra bạn đọc sai? Ai phát hiện ra không? Đây là câu hỏi. Đúng rồi, đây là câu hỏi mà Chúc. Chúc thử lại đi Chúc. Câu hỏi mà em thấy cho hỏi không? Is Tom writing two poems at the moment? Đúng rồi, được chưa? Tại lẽ ra họ phải cho em dấu ba chấm mà không cho em dấu ba chấm nên là em không nhận ra, nên cô thử thử xem sao. Đây là câu hỏi, được chưa? Tom is Tom writing a two poems, tức là bài thơ nhé em, at the moment. Vậy Chúc dịch cho cô câu này đi Chúc. Đó. Dịch cho cô câu này. Có phải Tom đang viết hai bài thơ bây giờ không? Đúng tại rồi. Thời điểm này. Đúng rồi. Vậy nếu như mà yes thì sao? Yes, he is. No, he isn't. Đúng rồi. Yes, he is. No, he isn't. Rồi. 13. Chắc là cho cô nào? A. A. Rồi. À, tính. Giải thích cho cô đi tính. Câu này nghĩa là... cái này là số ít nên là dùng A của số ít. Chủ ngữ của em là gì? Chủ ngữ là the chief engineer. Đúng rồi, này không có S là chủ ngữ số ít, được chưa? Rồi em dịch luôn cho câu này nào, có dấu hiệu là nào nha. Trưởng phòng cái gì nhỉ? Kỹ sư trưởng thì sao? Kỹ sư trưởng thì đang hướng dẫn tất cả những người công dân của plan. Plan là cái gì em biết không? Plan đừng có nói là của cái cây nha, đúng là plan là cái cây, nhưng trong số ít thường sẽ là factory nha các em. Plan chính là nhà máy á, nhớ nha. Plan ngoài đó là còn nhà máy nữa, factory này, được chưa? Tức là cái ông kỹ sư trưởng này đang hướng dẫn tất cả những công nhân của cái nhà máy này ngay bây giờ này, được chưa? Nhớ nha, từ plan là nó bằng với từ factory, bằng trong số ít gặp rất là nhiều á. Rồi number 14, chắc là cho cô nào. Rồi chút đầu tiên nè, B. Tất cả đều chọn B ha. Ngon, giải thích cho cô nào không? Em thưa cô là đi thì đi với đi là số ít nên là đi với đi giờ. Ở đây thì mình không có khẳng định là mình chọn phủ định. Và mình phải thêm in vào đằng sau ạ. Đúng rồi. Đúng rồi, dấu hiệu là gì cho mình biết là hiện tại tiếp diễn. Trong này có nè. Dấu hiệu là at the moment. Rồi, giờ cho cô câu này luôn. Anh ấy thì đang vẽ bức tranh ngay bây giờ. Not đâu? Em thích chữ not mất tiêu rồi. À, anh ấy thì đang không, anh ấy đang không vẽ bức tranh ngay bây giờ. Đúng rồi, được chưa? 15. Cô ơi, mai anh lát chụp nguồn 5 phút nữa vào. Ok. D. Ai nữa? Rồi câu này Lan, giải thích cho cô đi Lan. Em nói cô chủ là quy nên là dùng A. Đúng rồi, em chào cô đi. Vậy dấu hiệu đâu Lan? Operation. Đúng rồi, dịch cho cô luôn. Chúng tôi thì không trồng. Không đang trồng. Đang không trồng cái gì đây ở trong vườn. Đúng rồi. Đúng rồi. Herb tức là thảo mộc hoặc là cỏ nha các em. Cô giả sử như em uống trà thảo mộc đi. Herbal tính từ này. Herb là thảo mộc hoặc là cỏ. Mà bây giờ trà thảo mộc là herbal tea này đó. Em đang uống trà thảo mộc là em nghe một cái từ này. Được chưa? Rồi, có 16. Chắc là cho cô nào.
B. Rồi, Linh, giới thiệu cho cô ấy, Linh. Em của cô là quy chủ ngữ là số nhiều nên dùng là A, nó chọn là B ạ. Ờ, dây nha em, dây. Rồi, có dấu hiệu không? Nào ạ. Đúng rồi, dịch cho cô đi nào. Không, đọc trước cho cô đi, đọc trước đi. Are they making the artificial flower of skill now? Đúng rồi, rồi em cho cô đi nào. Câu hỏi này em đưa O ra trước. Họ đang làm hoa. Hoa bằng lụa nhân tạo, hoa nhân tạo bằng lụa đó em. Artificial tức là nhân tạo á, được chưa? Làm hoa nhân tạo bằng lụa, thay vì em trồng nó ra cây bình thường, nó ra trái ra hoa đúng không? Thì bây giờ em làm nhân tạo, làm bằng lụa, bằng vải vậy đó. Đáp án của mình là câu B hả? Number 17, chắc vào nào. Ai? Ai nữa? Có hai bạn à? Rồi, ai nữa nhau? Hurry up. Tính, giải thích cho cô nào tính. Mày ăn rồi nha. Đây là bố của tôi đang sửa xe cho tôi tại thời điểm này, là chọn A. Rồi. Thì đây là chủ ích. Đúng rồi, for the switch. Dấu hiệu đâu em? Dấu hiệu là at the moment. Rồi. Rồi hồi nãy em vừa mới dịch luôn rồi đúng không? Được chưa? Đáp án của mình là câu A. Rồi câu 18. Chát vào cho cô nào. Rồi, Mai Anh giải thích câu 18 cho cô xem nào. Cả lớp chắc hết vào cho cô nha. Để cô xem cô nào giống như bài không. Cô 18 mà nhìn kìa, người đàn ông thì đang nói chuyện với lại đám trẻ con ở trong rạp hát ạ, trong nhà hát ạ. Mà trong rạp chiếu phim ạ. Đúng rồi. Chiếu phim. Em chọn đáp án là? Em chọn đáp án C ạ. Rồi, chủ ngữ của em là? Chủ ngữ là the man, người đàn ông là mua ra số ít ạ. Đúng rồi, vậy nếu mà người đàn ông số nhiều là the gì? The man, A thành E ạ. Đúng rồi, đây là chủ ngữ số nhiều, nhắc em để cho cô nha. Chiếc E thành số nhiều liền, giống như là woman với lại women vậy đó. Dấu hiệu của em là gì? Mai Anh? Dấu hiệu là cô cảm thán từ lúc. Đúng rồi, được chưa? Dấu hiệu của em nè. Câu nào có dấu hiệu thì cô nhắc dấu hiệu. Được chưa? Rồi, nhớ nha, the man, đây là số ít nhưng mà the man, số nhiều. Câu 19 chat vào nào. Ê. Rồi, Ngon giải thích cho cô câu 19 nào Ngon? Tính đâu chưa thấy tính trả lời. Thưa cô, em trả lời đúng. Nên là mình chọn y giờ. Em chọn đáp án là? B, A. Em chọn là A. Rồi, vâng. Teacher là số, chủ ngữ số. Số ít. Rồi, dấu hiệu của em là từ nào? Listen có dấu chấm than. Đúng rồi. Rồi, dịch cho cô câu này đi nào. Nghe thì giáo viên đang explain là giải thích. Từ này đang giải thích từ mới. Được chưa? Đang giải thích bài học mới cho chúng ta. Được chưa? Giáo viên đang giải thích bài học mới. Lesson là bài học á. Bài học mới cho chúng ta kìa. Rồi, number 20. Chát vào cho cô nào. Rồi, câu này tính. Giải thích cho cô đi tính. Câu này là dấu hiệu là at the present. Sao nữa? Đây là dây nên mình dùng A. Đúng rồi, giờ cho cô đi nào. Họ đang đến ngay bây giờ. Đúng rồi, được chưa? Rồi, cái câu 2 này các em. Câu 2 này các em về nhà tự làm nha. Nhưng mà cô hướng dẫn cho các em làm nè. Cô giả sử cái câu này đúng không? Em nhìn cho cô này, gạch chân cái động từ đúng hay sai. Correct, sửa lại thôi nè. Cô giả sử câu 1 này, nước thì sôi ở một
nước thì sôi ở 100 độ C. Theo em là đây là một sự thật hiển nhiên hay là một hành động đang xảy ra? Cả lớp luôn. Nói lên nào. Đúng rồi. Nước sôi ở 100 độ C là điều hiển nhiên đúng chưa? Điều hiển nhiên. Vì thế câu này á, em đúng. Đúng thì là ok thôi. Được chưa? Sự thật hiển nhiên em dùng hiện tại đơn thôi. Nhưng cái câu này cũng là nước sôi. Nhưng mà họ cho em cái câu đằng sau nè. Nước sôi, bạn có thể tắt nó được hay không? Cô giả sử em đang nấu nước gì đó, nước sôi bạn có thể tắt nó được không? Thì theo em nước sôi này là sự thật hiển nhiên hay là nó đang sôi? Đang sôi. Đúng rồi, đang sôi, được chưa? Vì thế cái câu này nó bị sai này, thấy không? Nó sai được, lúc này em phải sửa là thành gì? Is boiling. Hình dung ra không các em? Em phải biết được cái nào là sự thật hiển nhiên và cái nào đang diễn ra. Cũng là từ sôi luôn, nhưng mà sôi ở 100 độ C là đang diễn ra, nhưng nó đang, nước đang sôi, bạn sẽ tắt nó được hay không? Thì đó là cái đó đang diễn ra. Được chưa? Em hiểu bài 2 chưa? Hiểu bài 2 không? Tức là câu nào đúng thì em điền ok hoặc nó nhấn tích vào đó. Bây giờ thôi, đúng tích, câu nào sai sửa lại. Được chưa? Bài về nhà em làm tương tự. Cái này em thấy sự thật hiển nhiên hay là một cái lịch trình hay là một cái thói quen thì là hiện tại đơn, nhưng cái nào mà là đang xảy ra, em dựa vào ngữ cảnh em biết nó đang xảy ra thì em phải dùng hiện tại tiếp diễn nha. Bài đó về nhà tự làm. Làm đi nhà, rồi cô gửi đáp án cho. Phần 2 nữa em, hồi nãy là quá khứ, hồi nãy là hiện tại tiếp diễn, bây giờ quá khứ tiếp diễn cũng tương tự như vậy. Công thức thì sao? Chủ ngữ là gì? Tiếp diễn thì em nhớ ngay từ verb in đúng không? Nhưng mà quá khứ tiếp diễn thì em chuyển cho cô am is are thành was hoặc là were, được chưa? Hiện tại to be là am is are, quá khứ là was were, là xong cái quá khứ tiếp diễn thôi. Em thấy nó song song với nhau không? Đây, cô ghi này, hiện tại là chủ ngữ am hoặc là is hoặc là are đúng chưa? Còn verb in, còn quá khứ em đưa cái này qua cái này là xong. Đó là cách đem học thuộc á. Quá khứ tiếp diễn và hiện tại tiếp diễn nó song song với nhau. Hôm bữa cô nói rồi ha, was thì em sẽ dùng cho chủ ngữ là I, he, she, it với lại danh từ số ít, chủ ngữ số ít. Còn were thì em sẽ dùng là you, we, they với lại danh từ số nhiều, hay nói cách khác là chủ ngữ số nhiều. Nhớ cho cô chữ I trong này em xếp nó là số ít luôn nha. Bởi vì sao? Ở hiện tại I em đi với lại I. Nhưng mà ở quá khứ nó đâu có chữ I đâu, nó đâu có từ nào chữ I đâu. Vì thế I em xếp nó vào số ít luôn nha. Nhớ, cái này hôm bữa mình học rồi. Mình học ở quá khứ đơn rồi, to be á. Rồi tiếp tục nè, câu phủ định thì sao? Em chỉ việc thêm not sau to be thôi. Ở hiện tại thì em thêm not sau to be là am, is, are. Vậy quá khứ em thêm not sau to be chính là was, were sau to be thôi. Vậy viết tắt là gì? Wasn't, weren't thôi. Được chưa? Nó hiện tại tiếp diễn em nhớ thì quá khứ tiếp diễn em nhớ thôi. Ví dụ, he wasn't working when his boss came yesterday. Câu này cái gì? Anh ta hoặc là anh ấy đang không làm việc ngày hôm qua khi mà ông sếp ông đến. Em hình dung là ngày hôm qua đã diễn ra rồi đúng không? Ngày hôm qua đã diễn ra rồi. Nhưng mà khi ông sếp đến thì ông này đang không làm việc. Ông sếp đến thì ông này đang không làm việc. Thì cái chữ yesterday này các em phân biệt cho cô cái hành động. Thôi để lát ở dưới thì cô nói đi chứ không bây giờ em sẽ bị loạn á. Bây giờ em cứ nhớ công thức cho cô trước đây. Lát có chỗ mà cách dùng á, cô sẽ nói cho các em biết khi nào em dùng hiện tại quá khứ tiếp diễn. Bây giờ cứ nhớ cho cô cấu trúc phủ định thêm not đằng sau to be, was, were là được. Câu nghi vấn tương tự như là hiện tại tiếp diễn, em đưa was, were ra trước chủ ngữ, đằng sau là verb in thôi. Nếu như mà yes thì là chủ ngữ was hoặc là were, no thì là chủ ngữ wasn't hoặc là weren't. Nó song song như là hiện tại tiếp diễn lận, như là hiện tại tiếp diễn hả? Tương tự cái ví dụ, mẹ của bạn đang đi siêu thị vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm qua đúng không? Tức là đúng 7 giờ sáng ngày hôm qua là mẹ của bạn đang đi chợ đúng không? Cô ví dụ như vậy. Giống như là đúng, ví dụ hôm nay là 10 giờ, hôm bây giờ là 10 rưỡi thứ năm đúng không? Vậy 10 rưỡi thứ hai của nó này, 10 rưỡi thứ hai vừa rồi các em đang học tiếng Anh, em thấy không? 10 rưỡi thứ hai vừa rồi tức là đã xảy ra rồi trong quá khứ, mà đúng có mốc 10 rưỡi nữa thì thành ra lúc đó em đang làm một hành động gì đó đang xảy ra trong quá khứ. Nó song song với lại hiện tại đó. Đây, cách dùng là cái quan trọng này. Thứ nhất, diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm cụ thể nào đó trong quá khứ. Hành động mang tính kéo dài, đang tiếp diễn trong quá khứ. Thì cái này á, thì em để ý cho cô có dấu hiệu là giờ cộng với lại cái quá khứ. Cô giả sử nè, I was playing football. Nếu như mà cô nói là cô đang chơi thể thao, cô đang chơi đá banh vào 8 giờ tối hôm qua,
cô cho em là 8:30 tối hôm qua thì em dùng cho cô tiếp diễn. Nhưng nếu cô chỉ cho em tối hôm qua thôi, nếu cô cho nghe này các em, nếu cô cho em last night thôi thì em chỉ dùng quá khứ đơn thôi nha. Em phân biệt được quá khứ đơn có tiếp diễn không? Nếu cô cho em last night thôi, không có thời gian giờ cụ thể trong đó, em chỉ dùng quá khứ tiếp diễn. Nhưng cô cho em thêm cái giờ này, cái giờ cụ thể cùng với lại cái mốc thời gian trong quá khứ thì lúc đó em dùng cho cô là quá khứ tiếp diễn. Em hình dung ra không? Giống như bây giờ, chừng này tối hôm qua các em ngủ rồi, thì chừng này tối hôm qua các em đang ngủ ở thì quá khứ tiếp diễn. Nhưng cô nói tối hôm qua thôi, tối hôm qua em xem TV, thì cái đó em chia quá khứ đơn bình thường thôi. Còn nếu như cô nói là 8 giờ tối hôm qua em đang xem TV, được chưa? Nhớ nha, nhớ phân biệt cho cô quá khứ tiếp diễn với lại quá khứ đơn nha. Quá khứ tiếp diễn nó có thêm cái mốc thời gian, cái giờ cụ thể hơn. Tiếp tục. Trường hợp đó dễ nhất, trường hợp này là trường hợp hơi khó này nha các em. Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ thì có một hành động khác xen vào. Hành động đang xảy ra em dùng quá khứ tiếp diễn, hành động xen vào em dùng quá khứ đơn. Cô ví dụ, when I came yesterday, he was sleeping. Đây là một dạng khó nha các em cố gắng tập trung câu được, có gì không hiểu hỏi cô. Đây cô dạy câu này nha. Ngày hôm qua khi mà tôi đến thì anh ấy đang ngủ. Vậy cô hỏi các em, cái hành động này nó đang xảy ra từ nãy giờ? Hành động nào? Cái ngày hôm qua đó hành động nó đang xảy ra nãy giờ là hành động nào? Cả lớp? Was sleeping. Đúng rồi. Em tưởng tượng bây giờ ngày hôm qua đúng rồi, em đang ngủ, cái tự nhiên ai đến thì có phải là cái hành động em đang ngủ là em đang ngủ nãy giờ không? Cái hành động người ta đến là hành động đang xen vào, và hành động người ta đến là hành động nó ngắn hơn là cái hành động em ngủ. Cô giả sử là ngày hôm qua đúng không, em đang ngủ từ lúc 5 giờ cho đến 7 giờ, tức là 7 giờ em vẫn đang ngủ, nhưng mà 7 giờ có người đi, có người gõ cửa vào, thì cái hành động em ngủ từ 5 giờ cho đến 7 giờ thậm chí 8 giờ đó thì cái hành động nó kéo dài hơn đúng chưa, mà nó xảy ra trước đó nữa. Còn cái hành động đến là cái hành động đột ngột xen vào và nó xảy ra ngắn hơn. Người ta đến, người ta mở cửa là gọi là người ta đến rồi. Hoặc có một cái này nữa, ví dụ này, cô đang dạy thì có một tiếng nổ, vậy theo các em hành động nào là hành động xen vào? Tiếng nổ. Đúng rồi, tiếng nổ là nó xen vào, vì thế tiếng nổ đó em chia quá khứ cho cô. Còn hành động mà cô đang dạy nãy giờ thì đó là hành động quá khứ tiếp diễn, được chưa? Cô đang nói trong quá khứ nha, cô đang nói hình dung, các em đang hình dung trong quá khứ cho cô nha, đang trong quá khứ á. Hoặc cô ví dụ các em đang ăn cơm ngày hôm qua đi, hoặc là tuần trước rồi đó, các em đang ăn cơm thì chú của các em vào thăm, thì cái hành động các em đang ăn cơm thì đó là hành động đang diễn ra, em phải chia quá khứ tiếp diễn. Còn chú em vô là hành động đang, đó là hành động đang xen vào, thì thành ra cái hành động chú em vô là em chia quá khứ đơn, được chưa? Hiểu cái này không các em? Rồi cô thấy được một đầu đó nha. Nhưng mà quan trọng cái này thì theo cô là các em phải dịch nghĩa thì các em mới hình dung ra được là hành động nào đang xảy ra và hành động nào xen vào, không? Rồi, bây giờ tương tự diễn cái này cũng dễ này. Diễn tả hành động song song xảy ra cùng một lúc trong quá khứ thì họ dùng chữ why này các em. Trên này dùng chữ where nha, còn dưới này dùng chữ why này. Tôi đang nấu cơm trong khi chị tôi thì đang rửa chén. Đó, em để chữ why cho cô. Why là trong khi nha, chữ why quan trọng trong khi. Cô đang dạy trong khi các em đang học. Thấy không? Cô cũng đang làm một cái việc đó, các em cũng đang làm một cái việc đó, thì hai người đang làm khác nhau thì điều gì có thể diễn ra cùng lúc với nhau mà. Cô đang nghe nhạc thì các em đang nấu cơm. Cô ví dụ như vậy, được chưa? Thì để cho cô chữ while, diễn tả hai hành động đang xảy ra thì để cho cô từ while nha. Từ quan trọng này, hai hành động đang xảy ra. Cô đang làm cái này, các em đang làm cái kia. Thì dường như chắc chắn xảy ra này các em, nếu như mà em thấy chữ while mà hai cái chủ ngữ khác nhau, em thấy không? Chủ ngữ đầu tiên của cô là chủ ngữ là ai? Chủ ngữ tiếp theo là chủ ngữ là my sister. Hai chủ ngữ khác nhau nối với nhau bằng chữ while thì khả năng 99,99%, thậm chí 100% luôn đi, 100% luôn là hai chủ ngữ sát nhau mà đi cùng với chữ why, thì em chắc chắn chia cho cô hai vé đều là quá khứ tiếp diễn luôn, được chưa? Trong khi người này đang làm cái này thì người kia đang làm cái khác, được chưa? Hai chủ ngữ khác nhau nói với nhau chữ why thì hai cái đều quá khứ tiếp diễn, nhớ là đang xảy ra trong quá khứ nha. Rồi dấu hiệu nhận biết này các em, at cộng thời gian xác định trong quá khứ, như cô nói đó, vào lúc 8 giờ tối hôm qua, vào lúc 9 giờ thứ hai tuần rồi. Đó, nè, add giờ cộng thời gian trong quá khứ này, hồi nãy cô vừa nói nè, nếu như mà không có giờ thì em chia quá khứ đơn, nhưng mà có giờ, có thêm cái thời gian quá khứ nữa thì em chia quá khứ tiếp diễn. Một từ quan trọng đó là at this time, at that time, cộng thời gian trong quá khứ, của ví dụ, at this time 2 weeks ago, at this time last night, em hiểu là chừng này tối hôm qua, chừng này tuần trước, đó,
thì chừng này tuần trước là em đang làm cái gì đó đúng không? Giống như trong Facebook nó chia sẻ cho em đó, chừng này 5 năm trước là em đang làm cái gì đó, được chưa? Quá khứ tiếp diễn. Vậy cứ nhớ cho cô, giờ giấc cụ thể trong quá khứ, thời điểm cụ thể trong quá khứ thì em chia quá khứ tiếp diễn cho cô. Rồi, làm cho cô bài 1 nào. Đương nhiên là họ cho em quá khứ tiếp diễn hết rồi, rồi chat vào cho cô nha. Đương nhiên là em chia quá khứ tiếp diễn hết rồi, nhưng mà phải chia cho cô đúng to be nha. Với lại cô sẽ mời trả lời á, hurry up, number one. Cô thấy Ngọc Lan nhanh nhất nè. Tới chút tính Mai Anh, ai nữa? Ai nữa? Ngon đâu nhở? Thiếu ngon này nha. Rồi, Lan ơi, giải thích cho cô đi Lan. Dấu hiệu là gì Lan? Như cô giới thiệu là assistant ra chị ạ. Đúng rồi, rồi. Rồi, em dịch chú cứ là dây như là dùng rồi. Dùng quốc. Dịch cho cô câu này luôn đi nào. Vào thời gian này của năm trước thì họ đang xây Say. họ đang xây ngôi nhà này. Đúng rồi, được chưa? Tức là bây giờ đã hoàn thành rồi. Chừng này năm ngoái thì họ đang xây căn nhà này nè. Rồi, number two, chat vào cho cô nào. Xem ai nhanh nhất nào. Rồi, ủa, tính sao em chọn hiện tại tiếp diễn? Đúng rồi, với quá khứ nha em. Thứ nhất á, em nhìn cho cô, thứ nhất là quá khứ là bởi vì đằng sau là chữ khô là quá khứ nè. Tức là em tưởng tượng hành động nó đang xảy ra quá khứ hết mà. Được chưa? Nó không, câu này, câu 2 nó không có dấu hiệu nhưng nó cho em có chữ khô là đã xảy ra quá khứ, là hoạt động xảy ra quá khứ rồi. Nên là cho em suy ra được là câu 2 là quá khứ tiếp diễn nha em. Rồi, Mai Anh. Dịch Dạ. câu này đi Mai Anh. Câu đấy là tôi đang khi mà bạn gọi điện cho tôi thì tôi đang đang lái xe của tôi với một tốc độ rất là nhanh ạ. Đúng rồi, được chưa? Em tưởng tượng là bây giờ em đang lái xe rất là nhanh đúng không? Em đang lái xe rất là nhanh thì bạn em gọi điện cho em thì có phải hành động bạn em gọi điện cho em là em xen vào không? Và em lấy xe nãy giờ mà, được chưa? Suy ra đáp án của mình là câu was driving, chủ ngữ là ai ha. Và một cái nhớ cho cô nha, bởi vì nếu như mà chỗ này họ chia cho em quá khứ này thì cái còn lại là quá khứ, quá cũng trong quá khứ thôi thì trong này cũng thì là quá khứ tiếp diễn. Rồi, câu 3. Chắc cho cô nào. Phương Linh nhanh nhất này, was chatting, was teaching. Ai đó không? Ủa có mình Phương Anh, Phương Linh thôi hả? Rồi, tính cũng tương tự, Ngọc Lan cũng tương tự, Ngân đâu? Rồi, Linh ơi giải thích cho cô này đi Linh. Ngân chat vào nha Ngân. Em thì có quay Why, sao nữa? Cô chưa thấy Ngân nha. Chứ why thì sao Linh? Why không chưa đủ. yesterday à? Yesterday. Thì tại sao hai vé em chia quá khứ tiếp diễn hết? Tại vì là hai hành động song song nó xảy ra. Cụ thể là có bao nhiêu cái chủ ngữ? Có hai ạ, là Đúng rồi. Cứ nhớ cho cô why. Thứ nhất họ dùng cho em chữ why và họ dùng cho em hai cái chủ ngữ thì nó chính là hai cái vé tiếp diễn thôi. Dịch cho cô đi nào. tôi đang nhắn tin với cả bạn trong khi cô giáo tôi đang dạy bài mới. Vào ngày hôm qua, được chưa? Em tưởng tượng là bây giờ em tưởng tượng hành động đang xảy ra ngày hôm qua. Ngày hôm qua, bây giờ em đang ở hiện tại, em đang nhớ lại ngày hôm qua. Ngày hôm qua trong khi tôi đang nhắn tin với bạn của tôi thì giáo viên đang giảng bài, được chưa? Cứ từ qua mà đi với hai chủ ngữ khác nhau thì là khả năng cao của em là chính là cái hai cái tiếp diễn hết luôn á. Rồi câu 4. Rồi, tính nhận tính giải thích cho cô đi tính. Đây là hành động đang xảy ra xong rồi có một hành động khác xen vào. Đúng rồi, được chưa? Em dịch cho cô câu này Bố của tôi đang xem phim, xem tivi thì tôi về nhà. rồi, về hành động nào xen vào? I got home. Đúng rồi, hành động này
Về nhà là hành động xen vào, suy ra nó có khứ, được chưa? Còn hành động còn lại là tiếp diễn. Rồi câu 5 chat vào cho cô nào. Một cái lần sai spelling nha. Tính em hỏi gì hả Tính? À không. À rồi ok. Không, cô sợ em hỏi gì á. Rồi. Câu này chút giải thích cho cô đi chút. Dấu hiệu là gì? Cô thấy các bạn đều đúng hết nè. Có dấu hiệu là at this time yesterday. Đúng rồi, dịch cho cô câu này luôn nào. Vào khoảng thời gian ngày hôm qua thì tôi đã chuẩn bị cho con trai của tôi một bữa tiệc sinh nhật ạ. Dịch nôm na thì như vậy, nhưng mà nếu em dịch đúng là sẽ là chừng này ngày hôm qua thì tôi đang chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của con trai tôi, được chưa? Bởi vì cái này đằng sau là một cụm danh từ này, thì em dịch là chuẩn bị cái tiệc sinh nhật cho con trai của tôi, con trai của con trai tôi. Rồi câu 6 chát vào cho cô nào. Phần này dễ nhờ, thấy bạn nào cũng làm đúng này. Lan, câu 6 chọn cho cô nào Lan? Tại sao em chọn câu này? Em nói cô là có SPM yesterday. Chú hiệu. Đúng rồi. Với lại chú ngữ là ai thì nó sẽ là who. Đúng rồi, chắc câu tiếp theo cho cô nào. Nhớ nha các em, nhớ là phải có giờ 8 giờ vào trong đó nha. Hoặc là có giờ nào trong đó, chứ đừng có yesterday không là quá khứ đấy không á. Phải có giờ trong đó. Rồi, chúc đầu tiên này, ai nữa? Ai nữa? Rồi, Mai Anh làm cho cô này đi Mai Anh. À, em thưa cô là câu đấy có nghĩa là khi mà bạn nhìn, khi mà tôi nhìn thấy bạn vào tuần trước thì bạn đang đi đâu ạ? Ừ, đọc cho cô nói nè, bắt đầu where gì? Where are you? À quên, where were you going ạ? Đúng rồi, where were you go in, nhắn em, họ không cho em dấu chấm, họ bị sót á, bây giờ cô bỏ cho you đi nè, where were you going, được chưa? Cuối tuần trước nha em, weekend là cuối tuần trước, cuối tuần trước, bây giờ tôi tự hành động ở cuối tuần trước nè, cuối tuần trước khi mà tôi nhìn thấy bạn là bạn đang đi đâu vậy, bạn đang đi đâu thì tôi nhìn thấy bạn vậy, được chưa? Thì suy ra đáp án của mình là were you going. Rồi câu 8 chát cho cô vào nào. Tức là câu 7 là trường thuộc trường hợp là hành động đang xảy ra và một hành động khác xen vào á. Câu 8. Tính chút ai nữa. Ngon. Rồi, Ngon giải thích cho câu này cho cô luôn đi Ngon. Cô là ở đây quá giết chết cho đây ạ. Dây nên là số nhiều nên là chọn vua. Ở đây có nốt nên là vua rồi nè. Động từ là going ạ. Cô có nghe rõ không ạ? Cô nghe rõ nhưng mà em giải thích chưa hợp lý lắm. Bây giờ em dịch cho cô câu đó đi. Em dịch cho cô câu đó cho cô xem nào. Họ thì không đi đến trường. Trong khi tôi rồi cô hết nghe rồi Ngân. Rồi để câu này cô giải thích nha, tại bên em có hồi nghe được hồi nghe không á. Rồi cô giải thích cho các bạn nè, cái trường hợp này là thuộc trường hợp mà học một hành động kéo dài và một hành động gì đang xen vào ha. Cái chữ yesterday đây, thật ra yesterday đây em chưa đủ cơ sở để em xác định nó là quá khứ tiếp diễn đâu nha. Nè em để cô yesterday này em phải có giờ nữa thì em mới là trở thành là quá khứ tiếp diễn. Nhưng bây giờ, ủa các em có nghe cô nói không? Rồi ok. Rồi cô nói tiếp rồi nha. Ý cô nói đây là yesterday không thì các em không thể nào quy nó là quá khứ tiếp diễn được. Mà bởi vì á, nó phải có giờ nữa. Còn bây giờ yesterday không nó không quy được. Mà bởi vì do nó có cái vé đây nè. Nó có cái vé đây. Khi tôi gặp họ vào ngày hôm qua thì họ đang không đi đến trường. Được chưa? Tức là đây thuộc hành động là gì? Một hành động kéo dài, một hành động xen vào, một hành động đang xảy ra, một hành động khác xen vào ha. Câu 7 với câu 8 như nhau đó các em. Chứ từ yesterday không thì không đủ khả năng để đưa việc quá khứ tiếp diễn đâu. Nó có cái vế sau này, cái vế sau tức là hành động xen vào á. Nên thành ra là em mới chia quá khứ tiếp diễn phía trước. Được chưa? Câu 9, chắc cho cô nào.
Rồi, ok. Tính, giải thích cho cô chính đi tính. Giải cho cô nào. Khi bố tôi về nhà thì tôi đang không làm việc nhà. Rồi, ok. Mẹ của tôi đang không làm việc nhà khi bố tôi về đến nhà, được chưa? Thì bố tôi về đến nhà chính là hành động xen vào. Đây là cái hành động đang xen vào nha. Rồi, câu 10. Chắc vào cho cô nào. Rồi, chúc đầu tiên luôn nè. Các bạn khác thì sao? Rồi, chúc giải thích cho cô 10 đi chúc. Câu 10 thì có dấu hiệu đây là why ạ. Why thì sẽ diễn tả hành động song song nên là cả hai chỗ trống đều điền cùng một thì ở đây em sẽ điền là quá khứ tiếp diễn. Với chỗ trống đầu tiên thì là my sister thì nó là chủ ngữ là danh từ số ít nên là sẽ là word spreading, và với chỗ trống thứ hai thì chủ ngữ cũng là my brother cũng là số ít nên sẽ sử dụng là word spreading. Đúng rồi, được chưa? Why và hai chủ ngữ khác nhau thì là hai hành động song song xảy ra, nhớ cô hai chủ ngữ nha, chứ nếu cùng một chủ ngữ là nó sẽ khác á. Đây, chị của tôi đang đọc sách trong khi anh của tôi đang chơi đá banh vào chiều ngày hôm qua, được chưa? Rồi câu 11, chọn đáp án cho cô nào. Rồi tính đầu tiên nè, tới Lan, ai nữa? Rồi tính như thế cho cô câu 11 đi tính. Câu 11 là nó có quen với lại đằng sau quen là quá khứ đơn nên là trước là quá khứ tiếp diễn. Rồi giờ cho cô nào. Tôi đang đi bộ xuống đường thì trời nó bắt đầu mưa. Đúng rồi, trường hợp nào là xen vào? Xen vào là trời mưa. Đúng rồi, được chưa? Đây là xen vào này. Được chưa? Rồi câu 12, chắc vào cho cô nào. Very easy. Câu 12. Rồi, Lan giải thích cho cô câu 12, Lan. Em như cô là có dấu hiệu at this time last year. Với lại chủ ngữ là ai thì nó sẽ là was. Rồi, giờ cho cô nào. Vào thời gian này của năm trước thì tôi đang tham dự một khóa học tiếng Anh. Very good. Rồi, câu 13. Rồi, Phương Linh giải thích cho cô câu 13 nào. Các bạn khác vẫn chán vào cho cô nha, cô vẫn đang nhìn á. Như cô là người quen. Giải cho cô nào. Chim đang ngồi dưới cái cây. Stand mà sao ngồi? Stand là đứng chứ em. Chim đang đứng ở dưới cái cây. Thì anh ấy nghe một tiếng nổ, được chưa? Explosion là tiếng nổ. Nổ đó em. Tức là cái việc anh ấy đang đứng ở cây là đang đứng nãy giờ, tự nhiên cho nghe một tiếng nổ thì tiếng nổ đó là tiếng nổ đang xen vào không? Cái việc anh ấy đột ngột nghe tiếng nổ thì đó là hành động đang xen vào. Vì thế là em chia quá khứ tiếp diễn ở phía trước và hành động mà xen vào là quá khứ đơn. Rồi câu 14, chọn đáp án cho cô nào. Sửa mà có gì thắc mắc cứ hỏi cô nha em. Rồi, mấy anh đầu tiên ai nữa? Chúc Ngân. Who else? Rồi, mấy anh giải thích cho cô đi nào, mấy anh. Nghe cô đấy là cậu bé thì ngã và tự và làm đau chính bản thân cậu và bị đau trong khi mà cậu ấy đang đạp xe đạp ạ. Đúng rồi, được chưa? Tức là em hình dung cho cô là gì? Anh ấy đang đạp một cái xe đạp thì anh ấy té và bị thương của anh ấy đang đạp xe đạp thì anh ấy té và lại bị thương, tức là anh ấy đạp nãy giờ thì anh bị té, anh bị thương là cái hành động xen vào. Và em nhìn như cô này cũng là từ why mà, em thấy không, cũng là từ why nhưng mà sau chỗ này em lại chia quá khứ tiếp diễn mà lần trước em lại chia quá khứ đơn, bởi vì sao, nó cùng một chủ ngữ, em thấy không, the boy này chính là he á, the boy này chính là he, thành ra nó cùng một chủ ngữ đó.
Nên đó là lý do cô nói các em, em thấy chữ why mà hai cái chủ ngữ thì nó là hai vế tiếp diễn. Bởi vì hai người thì có thể là xảy ra hành động cùng lúc được, nhưng mà một người thì làm sao xảy ra hành động cùng lúc được, đúng chưa? Thì nay em để ý cho cô nữa không? Trong khi anh ấy đang cưỡi xe đạp thì anh ấy bị té với lại bị thương, đúng chưa? Nhớ cho cô why hai cái chủ ngữ là chắc chắn là chia hai vế có thể tiếp diễn nha. Còn một chủ, còn chủ ngữ giống nhau thì tùy trường hợp nữa. Như trong trường hợp này là em thấy không? Chia một vế có thể tiếp diễn và một vế là quá khứ đơn mặc dù là có từ while. Rồi câu 15, chat vào cho cô nào. Were living. Rồi Ngân giải thích cho cô này đi Ngân. Em thưa cô là ở đây là dây nên là mình chọn mua. Ừ. Sau đó động từ thì thêm ing ạ. Rồi, dịch cho cô luôn. Em thưa cô là khi chúng ta và cô họ vào năm, khi chúng tôi gặp họ vào năm ngoái thì họ đang sống ở Santiago. Đúng rồi, được chưa? Tức là cái việc họ đang sống ở Santiago là sống từ trước tới giờ là như vậy đó. Rồi mình qua mình gặp họ thì giống như mình gặp họ là hành động ngắn hơn, hành động xen vào vậy đó. Năm ngoái khi mà tôi gặp họ thì họ đang sống ở cái nơi đó. Rồi câu 16, chọn đáp án cho quay nào. Câu 16 em lại thấy cũng là trường hợp why nữa nè, em thấy không? Nên cũng cẩn thận với từ why cho cô nha. Rồi, tính chút Ngân. Rồi, tính như thế cho cô nào tính? Cái này là một chủ ngữ nên là trước là quá khứ đơn được. Đúng rồi, thiệt ra là the tourist đây chính là he này, thấy không? Mặc dù chứ why nhưng mà hai người này là một này, mặc dù nó ghi hai cái chữ gì thôi chứ thiệt ra là cùng một người. Nên là thành ra là đằng sau là quá khứ diễn là trước quá đơn. Rồi tính vậy cho cô đi tính. Khách du lịch thì mất camera của anh ấy khi anh ấy đang đi bộ xung quanh thành phố. Đúng rồi, được chưa? Em thấy không, cũng là từ why nhưng cùng chủ ngữ thì tương tự. Cái từ câu 16 này của em nó giống câu 14 này. Một chủ ngữ thì từ why nó khác, hai chủ ngữ thì hai vế mới chia kia được. Rồi câu 17, chọn đáp án cho quay nào. Hurry up. Câu 17, chúc, sửa cho cô đi chúc. Câu 17, em biết là was going bởi vì đầu tiên là nhìn thấy dấu hiệu when. Ừ. When thì trước when thì sử dụng quá khứ tiếp diễn, sau là quá khứ đơn. Nhưng mà the lorry là xe tải là hạt số ít nên em chia là was. Rồi. Cái trường hợp mà em nói là trước when là quá khứ tiếp diễn, sau when là quá khứ đơn là cái đó là không chắc chắn nha em. Cái đó là không chắc chắn tùy trường hợp. Chứ không phải là bắt buộc trước when là quá khứ tiếp diễn, sau when là quá khứ đơn. Chú ý cho cô đó nha. Cái này đơn giản anh nghĩa là như thế này. Cái xe tải này nó đang đi rất là nhanh thì nó tông vào cái xe ô tô của chúng tôi. Thì em tưởng tượng là cái xe tải đi chạy nãy giờ đúng không? Cái việc tông vào cái xe ô tô của chúng tôi là cái việc mà xảy ra xen vào, xảy ra sau mà xảy ra xen vào á, ngắn hơn á. Được chưa? Thì cái hành động mà xe tải nó chạy nãy giờ là nó chạy nãy giờ rất là nhanh, là cái chuyện đó đang xảy ra. Nó tông vào là cái hành động này sẽ là ngắn hơn. Tông vào có đùng một cái là ngắn gì nữa, vừa ngắn hơn mà vừa xen vào nữa. Được chưa? Suy ra nên là em chọn là quá khứ tiếp diễn nha. Rồi câu 18. Ai nữa? Cô Hai Mai Anh còn ai nữa không? Mai Anh tính có chung đáp án với nhau, bạn nào nữa không? Hurry up. Câu này tính như thích cho cô đi tính. Những bạn còn lại vẫn chat cho nha các em, để cô biết là nó sai đúng như thế nào. Cái này có quay là mình dùng tiếp diễn. Nhưng mà em thấy cái này dùng hiện tại tiếp diễn cũng được. Đúng rồi, thiệt ra câu này em dùng hiện tại tiếp diễn cũng được, bởi vì nó không có cho em cái dấu hiệu thời gian. Đúng rồi, tính nói đúng rồi hả? Bởi vì hiện tại mình đang học quá khứ tiếp diễn nên là cô chia là quá khứ tiếp diễn luôn. Nhưng mà nếu câu này như tính nói thì em vẫn có thể chia hiện tại tiếp diễn bình thường nha các em, bởi vì nó đâu có cho em cái dấu hiệu thời gian trong quá khứ đâu. Em không biết hiện tại hay quá khứ nên em vẫn có thể chia hiện tại tiếp diễn được nha. Rồi, trong khi tôi đang học bài trong phòng thì bạn của tôi
bạn phòng của tôi, bạn cùng phòng của tôi thì đang có một cái party ở một cái phòng khác, được chưa? Thứ nhất là why này, thứ hai hai chủ ngữ khác nhau, được chưa? Why đi với hai chủ ngữ khác nhau thì hai cái đều là hai cái vế quá khứ tiếp diễn hết, được chưa? Câu 19. Chát vào nào. Hurry up, còn vài bạn nữa chưa chat nè. Rồi, chúc giải thích cho cô đi chúc. Câu này thì có chủ ngữ là Mary and I là chủ ngữ số nhiều nên là em chủ vua. Rồi, mấy người? Hai người à? Đúng rồi, giải thích cho cô này nào. Mary và tôi đang nhảy gì? Trong nhà. Trong nhà khi mà cái điện thoại đang kêu. Đúng rồi, thì cái điện thoại nó reo lúc này chưa quen, em dịch là thì luôn đi. Thì cái điện thoại reo giống như đang nhảy, tự nhiên cái điện thoại nó reo, thì đang reo thì nó chính là cái điện thoại reo, là cái hành động xen vào. Rồi câu 20. 20. Rồi, có thấy có vài bạn chat rồi. Rồi ok, Lan. Em thưa cô là bởi vì chủ ngữ nó là số nhiều ấy, nên là dùng của. Rồi, giờ cho cô nào. Chúng tôi đang ngồi trong quán cà phê khi thì, cái gì là thì cho cô, thì thì họ sao họ nhìn thấy chúng nhìn tôi. Thấy chúng tôi, được chưa? Em dịch chữ thì em sẽ dễ nhận ra hơn á. Chúng tôi đang ngồi trong cà phê thì họ nhìn thấy chúng tôi, thì họ nhìn thấy chúng tôi là cái hành động nhìn có một chút đó mấy. Không lẽ em nhìn mà em nhìn miết này đúng không? Em nhìn một chút đó. Còn em ngồi quán cà phê là em ngồi nãy giờ. Được chưa? Rồi, tức là ngoài ra em có thể nói là hành động xen vào á, hành động xen vào là hành động chia quá khứ đơn. Ngoài ra em cũng có thể sử dụng hành động nào ngắn hơn thì hành động đó chia quá khứ đơn thôi. Hành động nào kéo dài hơn là cái diễn, hành động ngắn hơn là quá khứ đơn. Đó là cách cho em, được chưa? Rồi, bài tập 2 về nhà em làm đây rồi cô gửi đáp án sau. Phần 3 của mình là thì tương lai tiếp diễn. Tiếp tục, tiếp diễn là em phải có verb in đúng không? Câu khẳng định này, em phải có verb in rồi. Nhưng mà tương lai thì em phải có will đúng không? Tương lai em phải có will. Tiếp diễn em phải có verb in. Nhưng mà will em đi verb in không thể nào sát nhau vậy được. Bởi vì sau will là verb không. Vì thế em mượn, em phải có từ be này vào này. Được chưa? Để cho em nhớ. Có chữ be này vào thì nó vẫn đảm bảo được cho em là gì? Sau will chính là verb không. Verb không của mình là be. Mà sau be lại là verb in, nó vẫn đảm bảo là tương lai tiếp diễn, được chưa các em? Chứ nếu như mà tương lai là will, tiếp diễn là verb in, will verb in là sai ngữ pháp, bởi vì will tính nó là động từ khiếm khuyết, không thể nào sau nó là verb in được, nó phải là verb không. Vậy nhớ cho cô, tương lai tiếp diễn là will be cộng verb in nha. Cho chữ be xen giữa để trở thành verb không á. Cô ví dụ, tôi sẽ đang sống tại Đà Lạt vào lúc 1 giờ chiều ngày mai, em thấy không? Quá khứ đơn đúng không? Quá khứ tiếp diễn đúng không? Là 1 giờ ngày hôm qua thì là quá khứ tiếp diễn. Nhưng mà chuyển thành tương lai tiếp diễn là 1 giờ ngày mai, cũng là thời gian nhưng mà thời gian ở tương lai thì nó sẽ trở thành là tương lai tiếp diễn. Rồi, câu phủ định thì sao? Em chỉ việc thêm not đằng sau cái chữ will thôi. Thêm not đằng sau chữ will viết tắt là chữ won't. Hôm bữa mình học tương lai đơn rồi ha, thì cái này nó cũng tương tự thôi. Thì là chủ ngữ cộng won't cộng be cộng verb in thôi, thêm not đằng sau will thôi. Những đứa trẻ nó sẽ không chơi với lại những người bạn của chúng khi mà bạn đến vào cuối tuần này, được chưa? Cuối tuần này bạn đến thì những đứa trẻ nó sẽ không có chơi với bạn của nó đâu. Tiếp tục, câu nghi vấn thì em đưa will ra trước chủ ngữ, đằng sau giữ nguyên be verb in thôi. Nếu như mà là yes thì sao? Yes chủ ngữ will, no chủ ngữ won't, được chưa? Còn ở trường hợp này của em nè, nếu mà đằng trước của em là want, thiệt ra đằng trước của em là want thì nó cũng như will thôi. Em cũng dịch nó giống như will vậy đó. Anh ấy sẽ làm công việc nhà vào lúc 10 giờ sáng ngày mai đúng không? Được chưa? Yes, he will. No, he won't. Nói chung là em học được hai thì kia là hai thì này cũng tương tự thôi ha. Rồi cách dùng nè. Quá khứ tiếp diễn diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ. Vậy tương lai tiếp diễn diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong tương lai. Hiện tại tiếp diễn diễn tả hành động đang xảy ra ở hiện tại. Vậy tối nay vào lúc 7 giờ thì tôi đang ăn tối. Rồi bây giờ cho cô một ví dụ đi Lan.
Tonight at... Hả? Tonight at... Ví dụ như là tôi sẽ đang xem tivi vào lúc 9 giờ ngày mai. Là tôi I... I will be watching TV at 9 at 9 tonight. Today á? À, no, or tomorrow. Tomorrow, được chưa? Được chưa? Nếu như mà chỗ này mà có nói là 9 giờ mà yesterday, vào lúc 9 giờ yesterday nó cũng trở thành quá khứ tiếp diễn. Nhưng vì là 9 giờ ngày mai nó trở thành quá tương lai tiếp diễn. Được chưa? Thấy dễ không? Nó song song với nhau hết đó các em. Vậy dấu hiệu nhận biết này, hồi nãy quá khứ tiếp diễn của em là gì? At this time hoặc là at this moment cộng với thời gian trong gì? Trong quá khứ thì bây giờ nó đi với thời gian trong tương lai. Được chưa? Cộng thời giờ cụ thể trong tương lai hoặc là at this time tomorrow, tức là nó song song y như là quá khứ tiếp diễn mà nó đổi lại cái thời gian trong tương lai vậy đó. Cô ví dụ này, chúng tôi sẽ đang đi ra ngoài vào thời điểm này. Nếu như mà cụ thể hơn, thời điểm này ngày mai, this at this time tomorrow thì nó cụ thể hơn à, vào thời điểm này ngày mai. Hoặc là vào thời điểm này ngày mai thì tôi sẽ đang đi shopping ở Singapore. Vào lúc 10 giờ sáng ngày mai thì mẹ của tôi đang nấu ăn trưa. Được chưa? Vậy em thêm cái giờ với lại em xem cái thời điểm ngày trong tương lai. Hoặc là at this time, at that time cộng thời điểm trong tương lai thì nó sẽ là tương lai tiếp diễn. Được chưa? Nhớ cho cô tiếp diễn là có mốc thời gian cụ thể. Rồi, tương tự là cho cô một nào. Bởi vì hai phần kia em học rất là kỹ rồi nên phần tương lai nó dễ lắm. Chát vào cho cô nào câu 1. Mai Anh, còn ai nữa không? Cả lớp chat hết vào cho cô nào. Rồi, trong cái đợt lớp mình chat thì Mai Anh giải thích cho cô đây nào. Dấu hiệu là gì em? Cả lớp chat dấu hiệu. Dấu hiệu là at this time tomorrow. Ừ. Đặt câu là will be traveling. Rồi, em giải thích cho cô luôn nào. Và thời gian này của ngày mai thì họ sẽ đang đi đến Việt Nam ạ. Đúng rồi, được chưa? Rồi, câu 2. Nhớ cho cô cái dấu hiệu nhắc em, bởi vì sao to x nó sẽ ra các thì lộn xộn chứ không có dễ gì đâu. Dễ như vậy là do em học cái nào, cái em làm cái đó thì không nói. Nhưng mà trong to x nó ra lộn xộn nên em mới buộc nhớ dấu hiệu. Câu 2 nào, chat vào nào. Visiting, will be visiting. Rồi, tính làm cho cô câu 2 nào tính. Dấu hiệu là gì? Dấu hiệu là at this time next week. Rồi, vậy cho cô luôn nào. Bố của tôi sẽ thăm châu Âu vào tuần này, thời gian này tuần tới. Đúng rồi, tức là, ví dụ như cô giả sử thời gian này tuần tới, tức là vào lúc này tuần tới là vào lúc này là tầm 10, 11 giờ, tuần tới là mấy? Tuần tới là mấy? Cô quên mất tiêu rồi, tuần tới là thứ mấy? Thứ năm hả? Thứ năm tuần tới á, được chưa? Rồi. Để ý cho cô một cái là em thấy không, tương lai tiếp diễn em không có cần, bởi vì will á, nên em đâu có cần chia số ít số nhiều đâu. Thế dễ không? Tương lai tiếp diễn là nó không cần chia số ít số nhiều. Rồi, câu tiếp theo nào. Hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn thì em phải chia to be, chứ còn tương lai em đâu quan tâm đâu. Will hết. Rồi, chúc làm cho cô câu 3 nào chúc. Tại sao em chọn cái này, dấu hiệu là nào và dạy cho cô nào? Dấu hiệu là at 9 a.m. tomorrow. Ừ, dịch nào. Daisy sẽ ngồi trên máy bay sẽ đang ngồi trên máy bay vào lúc 9 giờ sáng ngày mai. Ok, rồi. Câu tiếp theo em làm cho cô nào. Nhớ cho cô tiếp diễn, em nhớ cho cô chữ đang nha. Hiện tại thì đang, quá khứ là đã đang, tương lai là sẽ đang. Rồi, tiếp tục làm cho cô đây nào. Rồi, Ngân làm cho cô 4 đi Ngân. Dấu hiệu là gì? Em thưa cô, dấu hiệu là at 8 o'clock this evening. Ừ, đúng rồi, giờ cho cô đi nào. Em thưa cô là vào 8 giờ tối mai tôi và bạn tôi xem TV
xem phim, xem một bộ phim nổi tiếng tại cái khi rạp, được chưa? Rồi lớp mình nhớ cho cô một cái là em thấy không, tương lai tiếp diễn, các em nhớ tương lai là có will đúng không, rồi tiếp diễn là phải có watching đúng không, có to be nữa đó, thì trở thành tương lai tiếp diễn. Các cách đem nhớ thì nha. Rồi câu 5, chán vào cho cô nào câu 5. Rồi Linh là cho cô 5 đi Linh, dấu hiệu là gì và dịch cho cô nào? Cô thấy lớp mình làm đúng hết rồi ha. Linh. Dấu hiệu là S7 Club 9 ạ. À. Ừ, dịch cho cô nào? Cô ấy sẽ đi chơi với cả con trai của cô ấy vào 7 giờ tối nay ạ. À. Ừ, nhớ cho cô là dịch là sẽ đang nhắc em cho đúng. Cô ấy sẽ đang chơi với lại con trai cô ấy vào 7 giờ tối nay. Rồi tiếp tục nào. Number 6. Number 6. Rồi, Ngân giải thích cho cô number 6 nào Ngân. Em thưa cô, ừ. Rồi vậy cho cô đi nào. Anh ấy sẽ anh ấy thì đang làm việc, anh ấy làm việc vào tối ngày mai. Rồi anh ấy sẽ đang làm việc vào chừng vào thời điểm này ngày mai, thời điểm này ngày mai. Rồi number 7, chán vào cho cô đi nào. 7. Cả lớp chắc hết vào cho cô nha, để cô biết là lớp mình hiểu bài hay không nhớ em. Rồi Tính Ngọc Lan rồi nè, Chúc nè. Rồi Chúc làm cho cô number 7 đi Chúc. Câu 7 có dấu hiệu là at this time tomorrow morning. Đúng rồi. Rồi vậy cho cô nào. Họ sẽ đang làm cái bài thảo luận của buổi thuyết trình, cái thuyết trình của họ vào sáng ngày mai ạ. Ừ, vào thời điểm này sáng ngày mai, phải chưa? Vào thời điểm này sáng ngày mai, chứ sáng ngày mai không thì tương lai thôi, nhưng mà thời điểm này sáng ngày mai thì là tương lai tiếp diễn. Rồi câu 8, nhớ nha các em, phải có thời gian cụ thể em mới làm tiếp diễn được á, chứ còn chung chung thì em phải có thì đơn thôi, chung chung thì đơn được thôi, có thời điểm cụ thể thì mới là tiếp diễn được. Number 8 Lan Tính, rồi ai nữa? Rồi Tính như thích cho cô đi Tính. Câu 8 là this time next year, thì em chia như thế. Rồi em dạy cho cô nào. Vào thời gian này năm sau thì tôi sẽ thăm London. Đúng rồi, tôi sẽ đang sống ở London. Sẽ đang sống ở London, được chưa? Number 9, nhớ cho cô là sẽ đang nha em, tiếp diễn là đang, em dịch đang vào để mà em biết là nó phải tiếp diễn hay không á. Ai nữa? Rồi May Anh dịch cho cô nào, làm cho cô câu này nào. Ừ, số 9 nào cô. Ừ. À, anh cho cô là vào 8 giờ tối nay thì tôi sẽ ăn ở nhà, ăn tối với gia đình của tôi ạ. Rồi vào 8 giờ tối nay thì tôi sẽ đang ăn tối với lại gia đình của tôi. Rồi the last one, Tính rồi này, ai nữa? Tính chọn là I'm drinking. Ngân will be drinking. Ai nữa? Ủa sao có hai bạn á? Ai nữa? Will be drinking. Mai Anh. Mai Anh thì giống với Tính. Rồi ok. Ai nữa? Rồi Mai Anh, em giải thích câu của em tại sao em chọn hiện tại tiếp diễn cho các bạn nghe nào. Em nói cô là em thấy ở cái vế sau ấy ạ, là sau cái vế sau từ why là trong khi mà bạn đang làm bài kiểm tra của bạn.
Thì có nghĩa là cái câu này nó đang ở thì hiện tại tiếp diễn. Thì tương tự như thế, hai cái hành động nó đang cùng xảy ra một thời điểm, thì cái hành động phía trước nó cũng sẽ ở thì hiện tại tiếp diễn ạ. Là I am drinking at the pub. Em nghĩ thế ạ. Rồi, cách nghĩ chắc tính cũng nghĩ như vậy luôn đúng không tính? Em không thấy dấu hiệu của tương lai nên là chọn như vậy luôn. Rồi, câu này có thể giải thích cho em. Thứ nhất, nếu em giải thích tài khoản của mày anh là I am drinking vẫn đúng nha các em, nhưng trường hợp này thật ra là trong số x em x trong số x là trong không thường thì trong số x em x dùng cái hai cái song song ở hiện tại tiếp diễn lắm. Nhưng mà nếu như mà theo cách của em thì về ngữ pháp vẫn đúng không sai. Trong khi bạn đang tham gia, bạn đang thi đi, thì tôi đang uống bia tại cái quán pub. Pub là giống như quán bar vậy đó. Pub là bar đó em, nhưng mà nó nhỏ hơn quán bar một chút thôi, giống như là quán nhậu hay gì đó. Trong khi bạn đang này thì tôi đang làm cái này, thì về ngữ pháp em vẫn đúng ở đó. Cái thứ hai, em vẫn có thể dùng tương lai tiếp diễn. Cô sẽ dịch câu này như sau. Will be drinking. Tôi sẽ đang ở quán bar trong khi mà bạn đang thi cái kỳ thi này. Tôi sẽ đang ở quán bar trong khi bạn đang thi cái kỳ thi này. Cô xem cái tình huống này xem nào. Tôi sẽ đang ở quán bar trong khi bạn đang thi kỳ thi này. Rồi, cái trường hợp này á, em dùng tương lai em biết tại sao không? Bởi vì hiện tại tiếp diễn của em á, ngoài diễn tả một hành động đang xảy ra, nó còn diễn tả một hành động gì nữa? Em nào biết? Em nào biết là hiện tại tiếp diễn ngoài ra còn diễn tả gì nữa? Nó diễn tả một cái hành động mà nó xảy ra khác với những cái hành động thường xuyên mình làm ấy ạ. Đúng, còn một cái nữa. Còn một cái nữa để bổ ngữ cho em tại sao em dùng tương lai tiếp diễn này. À, nó thể hiện, nó cũng giống như kiểu là tương lai gần nha, thể hiện một cái trong tương lai mà đã có trong dự định rồi. Đúng rồi, hiện tại tiếp diễn ngoài ra, bởi vì cái hiện tại tiếp diễn mà diễn tả cái hành động trong tương lai á, nó ít dùng hơn, thành ra trong sách không có. Nhưng ngoài ra như bạn May anh nói á, một là diễn tả hành động đang diễn ra như cô nói nãy giờ, hai nó diễn tả hành động khác của ngày thường. Cô giả sử là bình thường ngày nào các em đi xe bus hết, tự nhiên hôm nay các em đi xe đạp. Thì cái việc tự nhiên hôm nay các em đi xe đạp thì em sẽ chia hiện tại tiếp diễn. Ngoài ra cái thứ ba nữa, hiện tại tiếp diễn còn diễn tả một hành động xảy ra trong tương lai mà xảy ra chắc chắn luôn. Xảy ra chắc chắn trong tương lai luôn. Giả sử em đi thi là chắc chắn xảy ra. Em đi thi là chắc chắn em xảy ra. Em đi ăn đám cưới, em đi ăn sinh nhật là dường như là chắc chắn xảy ra. Được chưa? Cái hiện tại tiếp diễn là diễn tả cái hành động trong tương lai chắc chắn xảy ra hơn là tương lai gần, hơn luôn là tương lai đơn luôn. Nó diễn tả hành động xảy ra trong tương lai là chắc chắn nhất. Được chưa? Vậy trong này nếu em dùng tương lai tiếp diễn thì trong trường hợp này á, thì đằng sau này nó mang nghĩa là tương lai. Tôi sẽ đang uống bia, tôi sẽ đang uống tại cái quán này trong khi là bạn gì? Bạn cũng sẽ đang làm cái bài thi đó, bạn sẽ đang thi đó luôn. Được chưa? Thì nếu trong này hai đáp án của các em đều đúng hết, bởi vì thiệt ra là cái này nó không cho em biết cái thời gian, nên em suy nghĩ nào thì cái ngữ pháp của em cũng đều đúng hết. Và nếu một cái nữa đó, một cái nữa là thường đó, thường là cái này của em là tương lai á, thì đằng sau của em là thường hiện tại đơn nhiều hơn, hoặc là đằng sau là hiện tại đơn, đằng trước là tương lai đơn. Và cái chữ why này của em á, thường là chữ when, thì nó với thường là chữ when á, thì cái trường hợp tương lai này nó đúng hơn ha. Nhưng trong này thì cô nhận xét cái trường hợp này là đúng nhất nha. Trường hợp mà tôi đang uống cái này thì bạn đang làm cái kia thì là đúng nhất. Nhưng mà cái trường hợp này thì ít xảy ra trong trong số x lắm. Trong số x thường vế trước là tương lai, xong nó nói với từ quen, xong vế sau là hiện tại đơn. Đó là cái hay xảy ra trong số x nha. Còn cái này trong trường hợp này thì về ngữ pháp thì em dùng hai cái đều được. Nếu như đằng sau theo ý em nghĩ nó là hiện tại tiếp diễn thì đằng trước em dùng hiện tại tiếp diễn, hai hành động song song. Đằng sau em cho là tương lai, hiện tại tiếp diễn vẫn như ta tương lai được. Đằng sau tương lai, đằng trước cũng tương lai tiếp diễn thôi. Được chưa? Đấy, đằng sau tương lai, đằng trước tương lai tiếp diễn. Còn trong số x á, bình thường trong số x của các em á, đằng trước thường của các em á là em đã dùng tương lai đơn rồi á, when, sau đó when nha, when chứ x y cũng hiếm lắm, là hiện tại tiếp diễn đó. Em ghi luôn trường hợp này vào để khi mà em gặp luôn đi, nhớ cho cô. Cái chữ when với lại chữ y của các em nó gọi là liên từ chỉ thời gian. Mà liên từ chỉ thời gian thì đằng sau nó không bao giờ em chia tương lai nha các em, sẵn cô nói luôn. Như sau chữ where này, có thể em chia quá khứ đơn, hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, tương lai, nhầm, quá khứ hoàn thành. Nhưng sau chữ where không bao giờ em chia tương lai.
tương lai tiếp diễn là tương lai gì em cũng không có chia tương lai được. Tóm lại nhớ cho cô, sau liên từ chỉ thời gian, không bao giờ em chia tương lai, vậy thôi. Sẵn nhắc luôn cái đó cho các em. Rồi, bài học của mình hôm nay là kết thúc rồi ha. Cái bài 2 về nhà các em tự làm thôi, rồi cô gửi khi cho các em. Các em có thắc mắc gì không? Lớp mình thắc mắc gì không? Rồi, ok. Vậy, về nhà lớp mình học bài với làm bài tập về nhà nha. Có gì thắc mắc thì hỏi cô hoặc là hỏi cô trợ giảng đều được. Được chưa? Rồi, chúc lớp mình ngủ ngon nha. Hôm nay học bài cũng dễ. Em chào cô ạ. Rồi, bye bye lớp mình. Chào cô, chào mọi người.